Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Bụi Phố. Và đến với kênh độc truyện Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi. Xin được gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thầy Thần Đổi Phận. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần cuối của tập truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Câu chuyện của chúng ta tuy hơi dài nhưng lại vô cùng hấp dẫn và thú vị đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có kết quả về cuộc đời cô gái tên là Nụ. Từ một người ở đợ, cô ấy đã biến mình thành một nữ hoàng trong mắt của Gia Minh và được rất nhiều lời yêu thương và quý mến từ gia đình hào môn Trần Gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần kết của câu chuyện này để xem hạnh phúc nào sẽ đến với Nụ, tình yêu nào sẽ đâm hoa kết trái cùng với cô ấy. Quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên dành cho kênh Bụi Phố một nút like, một nút chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của Thay Thân Đổi Phận, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của Tâm An. ba ngày sau mẹ cô xin phép cả nhà đưa cô Tí về quê có dịp sẽ lên thăm mặc dù cả nhà hết lời giữ lại nhưng bà vẫn một mực muốn về dưới quê với lý do là còn vướng một số công việc quan trọng trước khi ra về lúc sắp xếp đồ đạc cô Tí nói với cô hôm trước chị hỏi em chuyện có nhớ linh hồn ấy hôm đó em không nhớ nhưng mà hôm nay em bất chợt em nhớ ra rồi sao cơ Linh hồn đó nói, muốn cầu siêu cho đứa bé. Em thấy bụng của bà ấy chảy nhiều máu lắm. Em nhớ chắc chứ? Chắc ạ. À, bây giờ nhắc lại, em còn thấy sợ đây này. Cô mỉm cười đưa tay lên sờ nhẹ trên má của cô tí, giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Em về dưới quê, phải chịu khó nghe lời ba mẹ. Mấy bữa nữa anh chị về chơi, rồi chịu khó chăm sóc. Sau này Mẹ nhờ hết bỏ em đấy Em biết rồi Mà khi nào chị sinh cháu Chị báo cho em một tiếng nhé Ừ chị biết rồi Mẹ cô đứng ngoài cửa Nhìn hai chị em mà âm thầm rơi nước mắt Già mình mới lên tiếng Mẹ ơi xe chuẩn bị xong rồi Bà lau vội những giọt nước mắt trên má rồi nói Nhờ con chăm sóc tốt cho con gái của mẹ Dạ mẹ cứ yên tâm Mẹ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Bọn con sẽ sớm về thăm mẹ và em ạ. À. Mẹ tin được con. Lúc tiễn mẹ và em ra khỏi xe, mà cô khóc từ đó cho đến lúc lên trên phòng, khiến cho anh bối rối rỗ rành. Vợ à, em đừng khóc. Khóc như vậy, anh không biết phải làm gì. Thôi mà, rồi mấy nữa, vợ chồng mình lại về. À đúng rồi, sáng nay anh tới viện, thăm bé Su có đúng không? Ừ, con bé đang bị nhiễm trùng máu, cần phải lọc máu gấp. Nhưng mà nhóm máu của con bé là nhóm máu o trừ, rất hiếm, lại không trùng khớp với nhóm máu của ai trong nhà. Gia Hưng nhờ anh tìm máu giúp. Vậy anh còn không tìm đi. Anh cho người tìm rồi, hy vọng là có người thích hợp. Lúc này cô mới nhớ, bé Su không phải là con của Gia Hưng. Nếu vậy, Biết đâu cha ruột bé Su sẽ hợp với nhóm máu của con bé. Gia Minh, anh đưa em tới bệnh viện. Em cần nói chuyện với Liên. Nhưng mà... Em đến siêu âm luôn mà. Ừ, thôi được rồi. Anh xuống lấy xe. Tại bệnh viện Nhi, Út Liên mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế hành lang của bệnh viện. Cô nói với Gia Minh đứng đây chờ mình, rồi tiến lại gần, chỗ Út Liên hỏi nhỏ. Thím đã ăn cái gì chưa? Chị dâu, Bầu bí, không được bỏ bữa đâu. Em dối quá, vẫn chưa tìm được nhóm máu thích hợp cho con bé. Út liền này, hình như là thím quên, còn có tia hy vọng. Đó chính là bố của Su. Ý chị là... Phải rồi, bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng con bé. Đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Em sẽ liên lạc với anh ta. Tôi muốn thím chuẩn bị tinh thần. Khi anh ta đến đây, đồng nghĩa với việc Gia Hưng sẽ biết Su không phải là con ruột của cậu ấy Em Em biết Em đã từng suy nghĩ Sẽ nói với Gia Hưng biết sự thật Dạo này nhà xảy ra liên tiếp chuyện không hay Em thấy anh ấy mệt mỏi Nên chưa có cơ hội nói ra Chẳng có sự thật nào Được che giấu mãi Sống như vậy em cũng mệt mỏi lắm Cố lên Sau cơn mưa trời lại sáng sau khi liên lạc với bố đẻ của bé Su, quả nhiên nhóm máu của anh ta hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của con bé. Nghe Út Liên kể lại, Gia Hưng đã biết sự thật, Su không phải là con của cậu ấy từ vài tháng trước. Chính bố đẻ của bé Su là người đến tống tiền Gia Hưng. Chính vì vậy, cậu ấy mới sang ngã vào những cuộc vui và để cho Nhật Lệ có cơ hội lừa mình. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Gia Hưng ngừng yêu thương con bé. Có thể cậu ấy không hoàn hảo nhưng tình yêu thương của cậu ấy dành cho bé Su luôn hoàn hảo theo cách đặc biệt nhất. Và điều đó rất hiếm những người đàn ông trên đời này có thể làm được. Một tuần sau, hôm nay cô với Gia Minh xin phép bà nội đến nhà thầy Pháp nói chuyện về linh hồn dưới gốc cây xoài. Tuy nhiên bà lưỡng lự không muốn hai vợ chồng cô đi, giống như kiểu sự việc ấy bà đã nắm rõ. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng bà kêu ba chồng cô tới nói chuyện. Già dạ mình nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh từ từ hỏi. Bà nội, ba, hôm nay hai người phải nói rõ giúp con. Cái linh hồn ấy, hai người biết là ai đúng không ạ? Già dạ mình, làm gì có linh hồn nào hả con? Ba, ba còn định giấu con đến bao giờ? Bà nội trầm ngâm nói. Còn cứ thẳng thắn nói với thằng bé đi. Mẹ nghĩ chẳng giấu được mãi đâu. Ba, linh hồn đó liệu có phải là mẹ con không ông im lặng một hồi ở khóe mắt đã rưng rưng giọt lệ sau đó ông thở dài nói phải đó là mẹ của con nhà mình đã nhiều lần làm lễ cầu siêu cho linh hồn mẹ con được siêu thoát nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bà ấy không chịu đi cứ ở yên ở đó đến tận bây giờ thảo nào thảo nào lắm khi con hay gặp ba nói chuyện ở đó một mình. Vậy còn chuyện, mẹ con chết là do tai nạn, có đúng không ạ? Mẹ con chết đúng là do tai nạn. Liệu cái tai nạn đấy, do ai sắp đặt? Còn nữa, có, có một bà gì là em gái xích đôi với mẹ. sau không thấy ai nhắc với con hết vậy ạ? À? Già mình, ai nói với con chuyện này? Ai nói có còn quan trọng nữa không? Ba với bà nội trả lời con đi. Ông mệt mỏi bỏ kính mắt ra khỏi, vội vàng lấy tay lau những giọt nước mắt ở khóe mi. Thôi được rồi, nếu như con muốn biết, ta sẽ nói hết sự thật cho con biết. Mẹ con chết là do tai nạn, nhưng đúng như con nói, tai nạn đó có người sắp đặt. Già mình thay đổi sắc mặt, cô nhìn anh, cô biết anh đang cố gắng gồng mình để vững tâm. Vậy người sắp đặt vụ tai nạn đó là ai? Là tình nhân của ba? Hay là đối thủ của ba? Là gì của con? Là gì ruột của con? Cô và anh như chết lặng. Gì của Gia Minh sao? Liệu hai người có nhanh nhầm không? Hai người đó là chị em cơ mà. Tại sao lại hại nhau? Ông nghẹn lòng nói tiếp. Hai đứa có đang nghĩ mình nghe nhầm có đúng không? Hai đứa không nhầm đâu chính là gì của hai đứa bà ấy ghen tị với mẹ con nên chính ngày sinh nhật của con bà ấy đã lên kế hoạch hạm hại mẹ của con khiến mẹ của con chết oan ức và con là đứa trẻ mồ côi mẹ vậy bà gì đó ở đâu rồi bà ta vào tù được một thời gian thì phát điên sau đó bà nội con đã đồng ý cho bà ta tại ngoại cho đến bây giờ bà ấy vẫn điên dại. gia minh im lặng rồi lững thững bước đi lên phòng chắc có lẽ anh đang sốc lắm cô vội vàng xin phép bà nội với ba chồng cô bước theo anh lên đến phòng bỗng nhiên cô thấy nước mắt của anh rơi người đàn ông mạnh mẽ của cô đã khóc sau cánh cửa có lẽ anh mạnh mẽ quá đủ rồi cô im lặng nhìn anh khóc một hồi rồi tiến lại gần ôm chặt lấy anh có lẽ khi biết sự thật đây chính là sự thật tàn khốc nhất cuộc đời của anh. Anh đã mất mẹ từ sự đố kỵ của chính những người thân quen của mình. Để anh còn sốc như vậy, thì bảo làm sao mẹ anh không thể siêu thoát? Buổi chiều hôm đó, bà nội lại mời thầy pháp đến cúng ở gốc cây xoài. Theo yêu cầu của gia minh, thầy pháp gọi hồn cho nhập vào người hợp tuổi, cầm một cành phan. Người cầm cành phan lần này chính là bà ba. Cây cối và mọi thứ xung quanh im lìm. Duy nhất chỉ có cảnh phan đung đưa díu dít từ trái qua phải và xoay một vòng tròn. Một lát sau, bà ba lăn đùng ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, người nói là mẹ của Gia Minh trong thân xác của bà ba. Nhìn thấy anh, bà khóc nước nở một hồi, nghẹn ngào nói. Con trai của mẹ. Gia Minh im lặng nhìn bà. Có lẽ mọi thứ với anh vẫn rất mơ hồ. Mẹ đây. Là mẹ đây. Dạ mình. Là mẹ của cháu đấy. Chào mẹ đi. Khó khăn lắm, cổ họng anh mới thốt ra được một tiếng. Mẹ. Bà mỉm cười trong nước mắt, gật đầu nói. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày con gọi tiếng mẹ. Con trai mẹ quá lớn, lại sắp làm ba trẻ con nữa rồi. Nói rồi bà liếc mắt nhìn về phía cô. Lại đây, cảm ơn con, đã khiến con trai mẹ trở nên hạnh phúc. Con chào mẹ ạ. Bất ngờ, bà ôm bụng nhăn mặt, đúng như lời cu tí miêu tả bữa trước. Ông rơi nước mắt nói. Bà, bà còn tâm nguyện gì không? Giúp tôi, lấy con dao yểm ở dưới huyệt, không cho tôi đau đớn, cầu siêu cho con chúng ta. Khi đó, tôi đã mang thai một bé gái. Bà vừa dứt lời, thì bà ba liệm đi dần nữa. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Thầy Pháp nhàn nhạt, nhạt, nói. Vòng hồn đi rồi, có lẽ đã thành thản, nên ra đi cũng nhẹ nhàng. Từ nay bà ấy có thể yên tâm đầu thai. Còn chuyện con dao yểm dưới huyệt, gia đình sớm thu xếp. Già mình lại bắt đầu im lặng, bà nội lại lên tiếng. Cảm ơn thầy Pháp. Vậy nhờ thầy xem ngày nào thì giúp gia đình luôn. Làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con nó lần nữa. Ông bất ngờ ngồi sụp xuống đất rồi khóc. Dù có năm thê bảy thiếp nhưng không thể dối lòng bà. Ông là người mà bà yêu thương nhất. huống hồ lẽ ra ông còn một đứa con gái. Hẻm chi bao năm rồi bà chưa thể yên lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Một tháng sau, một buổi sớm ban mai với những tia nắng nhẹ nhẹ, bình minh ló dạng, hòa cùng không khí trong lành, bao phủ lên đất trời, tạo cho mỗi người một cảm giác yên ả đến lạ. Trong biệt thự trần gia, những khóm hoa trong sân vườn đua nhau khoe sắc, trên những cành lá nhỏ vẫn còn đọng lại những hạt xương long lanh như những viên ngọc trai lấp lánh. Gió thổi khẽ bay chiếc đèn lồng, rung rinh theo từng cơn gió. Tiểu tử thối, đã dậy chưa đậy dậy nào quậy mẹ đi già mình mắt nhắm mắt mở lên tiếng giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ gia minh anh xem này thằng nhỏ dậy sớm tập thể dục trong bụng em rồi này già mình bừng tỉnh hai mắt to tròn nhìn xuống chiếc bụng của cô đang nhô lên rồi xuống từng hồi sau đó anh liền nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc con trai của ba chúc con ngày mới đầy yêu thương chắc chắn là con trai của ba biết hôm nay được về bà ngoại chơi nên dậy sớm đây mà anh cười đáp lại con trai bố minh mà lại nhỉ anh ơi mấy giờ thì mình đi à anh ăn sáng xong vợ chồng mình đi luôn nhé việc công ty anh sắp xếp chưa liệu vắng mặt mấy ngày có có ổn không đấy được mà em yên tâm mấy ngày anh vắng thì có ba lo liệu rồi anh mỉm cười véo nhẹ chiếc má của cô, rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhẹ. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh đều gửi cho cô một chút yêu thương, một chút ấm áp và một chút ngọt ngào. Lúc hai người bước xuống dưới lầu, bà nội đã chuẩn bị sẵn những món quà như khăn lụa vải tơ tằm, yến xào, rượu vang và còn một số món quà có giá trị khác. Hai đứa lại đây xem này, còn thiếu cái gì nữa không? Cô tròn xoay mắt nhìn những món quà trên bàn, được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, rồi thốt lên. Ôi rồi ôi, bà nội, bà chuẩn bị cái gì mà nhiều thế này ạ? À? Cái còn bé này, mấy khi mới về quê chơi một lần, phải có chút quà, kính biếu ba mẹ, cô dì chú bác chứ. Còn nghĩ không cần nhiều như vậy đâu bà. Ơ hay, bà chuẩn bị hết rồi, nếu không mang về dưới đó, thì mang đi đâu thì mang gia mình cười nhẹ tiến tới bóp lấy hai bà vai của bà chậm chậm nói bà nội nói phải đấy lâu lâu mới về quê có một lần gia mình nháy mắt với cô cô mỉm cười nói dạ vậy con cảm ơn bà nội đây là tấm lụa tơ tằm ta nghĩ mẹ cháu sẽ thích món quà này còn đây là chai rượu vang lâu năm để tặng ba cháu cậu cú tí ta không biết mua cái gì nên mua một số đồ ngon để cậu ấy ăn cho mau lớn Dạ vâng ạ Mà thôi, hai đứa đi ăn sáng đi Rồi xuôi dưới đó cho sớm Cô với già mình đang ăn sáng Thì út liên sách tới một túi đồ Chị dâu Em có ít quà Muốn gửi biếu hai bác ở dưới quê Chị cầm giúp em với ạ Ơ, thím lại còn chuẩn bị quà cáp nữa Có gì đâu chị Vậy anh chị ăn sáng đi em lên phòng xem bố bé su dậy chưa cảm ơn thím út liền đi khỏi ra mình mới bật cười anh cười cái gì đấy tự nhiên anh nghĩ kể ra vợ anh cũng giỏi nhỉ thay đổi được cả út liên thực ra bản chất ấy cũng không tồi có điều sự đố kỵ khiến cho thím ấy trở nên xấu xa một thời gian thôi rồi sau cùng bản chất tốt đẹp vẫn là tốt đẹp Em là em sợ những người xấu tính bẩm sinh ấy chứ. Ai bẩm sinh? Ừ, có đấy chứ. Như An Nhã ấy. Ấy, nói em mới nhớ. Dạo này hình như không thấy cô ấy kêu gào nữa nhở? Gia Minh gật đầu. Bây giờ Gia Long công việc bên đó cũng ổn định. Nghe bảo ba mẹ mấy bữa nữa sang đó thăm chú ấy. Nếu như anh không nhầm, thì tháng sau chú ấy trở về làm nốt thủ tục ly hôn. Khi đó trần ra chúng ta, rồi trả tự do cho cô ấy như vậy cũng tốt để mỗi người có một cuộc sống ổn định hơn mà từ hôm đó đến nay anh còn nằm mơ gặp mẹ không anh không có lẽ mẹ được siêu thoát và chuẩn bị sống ở một kiếp khác rồi cô mỉm cười nắm lấy tay anh như một lời động viên nho nhỏ cuối cùng tâm nguyện của mẹ đã được hoàn thành và mẹ có thể yên tâm an nghỉ rồi còn dao dưới huyệt đã được lấy khỏi. Từ nay, mẹ sẽ không còn đau đớn nữa. Già mình gật đầu rồi nói tiếp. Anh tầm đắc với một câu nói của một sư thầy nổi tiếng. Thầy nói với anh, vạn vật muôn loài đều có quy luật của nó. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình. Cuộc đời của mẹ tuy ngắn ngủi nhưng mà ý nghĩa. Cũng giống như một loài hoa nào đó. Hoa nở rồi hoa lại tàn. Hoa trong tầm mắt chúng ta vô cùng ngắn ngủi nhưng trong thế giới của chúng lại không hề ngắn ngủi mà còn vô cùng rực rỡ cho đến giờ phút này anh thấy mình chẳng còn gì hối tiếc vì bên anh đã có mẹ con em cô chớp chớp đôi mắt to tròn trong ánh mắt có cả ánh cười gia minh cảm ơn anh hai người ăn sáng xong xuôi thì bước ra xe Trước lúc chiếc bánh xe lăn bánh, bà nội không quên dặn dò người tài xế. Cậu lái xe cẩn thận đấy. Nhớ là mợ cả, đang mang bầu. Dạ lão phu nhân, cứ yên tâm mà. Thôi được rồi, đi đi, kẻo muộn. Hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Chiếc xe bòn bòn trên đường dài tấp nập. Biệt thự trần ra, khuất dần sau dạng cây phi lao. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, ngôi làng nhỏ thân quen hiện dần trước mắt cô bất chợt trong cô dấy lên một cảm giác lâng lâng khó nói quê hương của cô vẫn vậy quang cảnh chẳng khác là bao vẫn một cái cảm giác thân thương tận đáy lòng con đường đất lầy vào nhà cô đã được mở rộng thành một con đường bê tông trải dài cô bước xuống xe nhìn về trước mặt rồi ngạc nhiên lắp bắp gia minh kia là nhà của em đấy ừ sao bây giờ Rộng với đẹp thế nhở? Anh cũng không biết. Không đúng. Biết đâu mẹ ăn nên làm ra thì sao? Mẹ em chỉ chăn nuôi thôi mà. Dạo này dịch ra cầm nên đang xuống giá. Có phải anh giấu em cái gì không? Ừ, ừ. Thì anh nghĩ anh làm vậy là đúng mà. Mà cũng tại em ấy. Không chịu để anh đón mẹ lên trên đấy. Cô định lên tiếng thì đằng sau có tiếng gọi. Ô kìa, xem ai đây có phải nụ không con cô quay lừng lại mới biết trước mặt là mấy dì hàng xóm dạ dì ngân dạo này dì khỏe không ạ đúng là bé nụ rồi con bé này lấy chồng thành phố rồi hả cha nhà bay lấy chồng rồi đẹp gái hẳn ra dạ chắc dì mới ra đồng về ạ à? dì thấy cháu như thế này dì mừng cho cháu bây giờ lấy chồng thành phố thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời ai... dạ cháu cảm ơn gì thế đây là dạ đây là chồng cháu ạ à? chồng cháu á à? thật là chồng cháu à dạ vâng sao ạ à, gì tại mọi người đồn cháu lấy chồng điên N nếu đây là chồng cháu thì quá là xuất sắc vì chưa thấy ai đẹp như cậu này cô cười nhạt ra mình vội đưa tay lên sau đó nói với bà ta vâng cháu xin phép đưa vợ cháu về nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi ạ à. cháu xin phép ạ à? cô tý đang chơi ô ăn quan cùng với lũ trẻ trong xóm trước cổng nhà thấy hai người từ xa thằng bé háo hức đứng dậy nói thôi chúng mày chơi đi lùi ra đằng sau mà chơi anh rể với chị gái tao về kia kìa tý nếu mày không chơi thì mất hết quan nhá tao cho chúng mày tất đấy Thằng bé vui mừng chạy tới chỗ hai người. Anh, chị, ba mẹ đâu? Mẹ đi sang Bắc Liễu, còn ba... Chắc ba lại sang nhà bác Vân, cám cỏ à? Cô tí chuẩn bị rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy liền nói. Cái thành niên này, sách đồ, phụ anh chị đi nào. Bước vào đến cửa nhà, bịch đồ trên tay của cô bất ngờ rơi xuống, tạo thành tiếng vang lớn. Cô run run nhìn lên ban thờ. Hai môi đánh cầm cập vào nhau. Sao? Sao ảnh của ba? Lại để trên ban thờ thế kia? Anh tiến tới đứng sát đằng sau cô. Nhẹ nhàng xoay người cô lại. Rồi từ từ nói. Nụ. Em nghe anh nói này. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Thực ra... Thực ra... Ba mất rồi. Ba mất? Mất khi nào? tại sao không ai nói với em gia minh tại sao vì mọi người muốn tốt cho em biến em thành một đứa con bất hiếu mà lại là tốt cho em á mọi người đang nói dối em cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc nấc lên từng hồi anh biết cô đang sốc bây giờ có khuyên bảo thì cô cũng chẳng nghe chỉ bằng anh im lặng ở bên cô và lắng nghe cô khóc cho vơi đi nỗi lòng bất chợt cô lững thững đứng dậy tiến tới cầm trên chai rượu đặt lên ban thờ rượu đặt tiền bà tưởng ao ước chưa được lần nào uống bây giờ con gái của ba mang tới cho ba này cô tí chạy tới chỗ cô nước mắt ngắn nước mắt dài nói bà ra đi không để lại lời gì nhưng mẹ hiểu bà muốn hai chị em mình không được buồn chị phải mạnh mẽ lên Cô im lặng nhìn cô tí, im lặng một hồi, rất lâu, rất lâu sau. "Mẹ, mẹ về rồi." Bà đứng ngoài cửa ngạc nhiên khi thấy hai con về. Gia Minh đứng dậy cúi đầu chào. "Mẹ à. Hai đứa về. Sao không nói cho mẹ biết? Vợ con nói muốn để mẹ bất ngờ à?" "Con bé sao rồi?" Cô ấy cứ đứng như vậy, không nói không rằng, còn nghĩ cô ấy đang sốc nên mới vậy à? Bà từng bước chân chậm chậm tiến về phía cô, đưa những ngón tay thon gầy, đặt lên vai đang run rẩy của cô. Nụ, nghe mẹ nói này. Nghe mẹ, bà con cũng mất rồi, còn để ông ấy được an lòng. Hạnh phúc của ông ấy là được thấy nụ cười của các con. Huồng hồ con còn đứa bé trong bụng, còn phải nghĩ cho đứa bé chứ. Mẹ, sao ba mất mà không ai nói gì với con con là con gái của ba cơ mà con đừng có trách ai mọi người ai cũng có cái khổ riêng con đúng là đứa con gái bất hiếu con đừng có nói như vậy mà già mình lúc này mới lên tiếng em à đừng tự trách bản thân mình sự việc này không ai mong muốn em đã từng khuyên anh phải mạnh mẽ bây giờ anh cũng xin em mạnh mẽ lên, có được không? Cô im lặng suy nghĩ, anh kéo cô vào lồng ngực, rồi anh nhẹ nhàng nói. Em có thể khóc, vì nước mắt sẽ khiến em vơi đi nỗi lòng. Em có thể buồn, vì làm sao mà không buồn được. Nhưng em phải mạnh mẽ lên, nha. Cô gật đầu liên hồi, những giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm một tròm chiếc áo. Cả ngày hôm đó, cô ít nói và tuyệt nhiên không nở ra lấy một nụ cười anh là người hiểu rõ nhất anh tin vợ mình sẽ yếu lòng nốt hôm nay và ngày mai sẽ khác đêm hôm đó ba ba ơi ba đợi con cô nhìn thấy ánh mắt của ba cô dịu dàng như dòng suối mát cổ họng ông đang phát ra âm thanh nào đó nhưng lại vô cùng nhỏ ba ơi bà nói lớn hơn một chút đi ạ à? ba Cô bật dậy, trước mặt cô là mẹ cô. Mẹ! Còn mở thấy cái gì? Mẹ ơi con gặp ba! Chồng con đâu ạ? Hai anh em nhà nó ra chợ huyện, mua đồ từ sáng sớm rồi. Cả một đêm dài mộng mị, đến khi tỉnh giấc, xương cốt mỏi nhừ, cô vươn nhẹ vai một cái, rồi bước chân xuống giường với chiếc điện thoại. Để con gọi cho Gia Minh, mua cua về Mẹ nấu bún riêu nhé Món đấy con ăn hoài không chán mẹ Bà vui mừng khi thấy tâm trạng của cô có vẻ ổn hơn Ừ Hôm nào Mẹ dạy con công thức nấu Dạ vâng ạ à. Một tuần trôi qua nhanh như cái trước mắt Thời gian này có lẽ Sẽ là những khoảng thời gian đáng nhớ nhất Của đời cô và anh Ký ức như được quay trở lại một lần nữa Tạo dựng lên một bức tranh mang tên kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ tuy nhiên sẽ không có cuộc vui nào không đến ngày kết thúc trước khi quay trở lại trần gia hai người có ghé qua nhà ông bà chủ đường thấy anh và cô bà đường tâm bất ngờ lắm nụ cậu cả hai đứa cháu vào nhà có được không ạ à? được được mời cậu bà chủ đường dạo này bà khỏe chứ ạ à? ấy Đừng có gọi tôi là bà chủ nữa Bây giờ cháu là mợ cả nhà Trần Gia Gọi thế tổn thọ tôi chết Chuyện cũ cháu đừng bận tâm Cháu biết rồi Dù sao cũng nhờ có ông bà Nên cháu mới có cơ hội Được gặp Gia Minh Mà ông đâu rồi bà Ông ấy để cắt thuốc xương khớp Còn cái rượu anh Thì đi khám thai Khám thai à, Nó bầu hơn 3 tháng còn dại cái mang già dạ mình nói với cô vào chào hỏi thế này là được rồi mình cũng về thôi em cậu cả cho vợ ở lại đây dùng bữa cơm với gia đình tôi thôi khỏi hẹn bà khi khác bây giờ tụi cháu về thẳng trần ra đi ạ à? thật tiếc quá mấy khi hai người mới vào đây thế hai người đi về cẩn thận nhé cảm ơn bà chào bà Diệu Anh từ cổng đi vào, ngoái nhìn theo hai người rồi nói. Cái con nhỏ đây, tốt số thật đấy. Người ta sống phúc đức mới được như vậy, do ăn ở cả thôi. Ui giời, bà làm như bà tốt đẹp lắm, mà đòi nói đạo đức dạy đời. Bà bắt đầu thờ dài, không thèm nói thêm lời nào, rồi bước vào trong. Hạ qua thu đến, đông về, chiếc bụng của cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ dự đoán chắc một tuần nữa là em bé sẽ chào đời. Trộm vía em bé hấp thụ tốt nên được 3,8 kg. Gia Minh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cô rồi gọi. Con trai của bố ơi! Bất chợt, chiếc bụng nhô lên cao rồi lại lặn xuống. Ui, vợ! Em có thấy không? Con trai trả lời anh kìa. Cái nhóc này càng ngày càng quậy rồi quậy giống bố hồi nhỏ là được. Bà nội nói, hồi nhỏ anh quậy lắm. Bây giờ cái gì cũng muốn nhận giống bố cơ à? Tất nhiên, đợi sau này là bé gái sẽ sinh giống như em. Gia Minh này, nếu mai sau em sinh con rồi, em già em xấu, anh có còn yêu em như lúc này không? Này, em mà hỏi như vậy nữa, anh giận đấy. Sao lại giận? Ăn nói tầm bậy thì anh giận. Anh yêu em, suốt đời yêu em tình yêu của anh dài hơn mạng sống của anh và sẽ không ai thay thế được em hết chúng ta sẽ ở bên nhau da rẻ con nhăn nheo tóc có bạc trắng cũng không bao giờ rời nhau cô bật cười gió thổi qua khe cửa nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh khoảnh khắc này thực sự là bình yên đến lạ ngạn yêu hà lan bởi đôi mắt biếc anh yêu cô bởi vì say nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu ấy và hơn tất cả, tình yêu của anh dành cho cô, dù thêm bao nhiêu kiếp, vẫn vẹn nguyên như thỏa ban đầu. Trời cuối đông, những cây cổ thụ rụng hết lá, chờ mình đón những cơn mưa phùn và cơn gió lạnh đến bút da bút thịt. Mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật là ấm áp, vì bên cô đã có anh và chàng trai nhỏ mang tên Gia Bảo. Hôm nay Gia Bảo tròn 20 ngày tuổi, nhìn thằng bé đỏ hòn ngủ say trên chiếc nôi nhỏ. Kế bên là Gia Minh, nằm sát cạnh giường. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô là Bến Đỗ Bình Yên, là tình yêu thương vô bờ bến. Nhớ ngày sinh cu bào, hôm đó trời đẹp lắm, bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cơn gió nhẹ nhẹ, mang chút xe xe lạnh, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bảy giờ sáng, trong lúc đang dùng bữa cùng với cả nhà, Cô bắt đầu cảm thấy một cơn gò kéo dài. Sau đó, cơn gò mỗi lúc một nhiều và kéo dài hơn. Ôi cái cảm giác, mỗi lúc một đau, đau không thể nào diễn tả được. Cô vô thức đưa tay lên bụng, kêu thành tiếng. "A, à, đau quá." Bà nội cùng với mọi người vội vàng, đặt chén đũa xuống, sốt sắng hỏi. "Gia Minh, con bé tới ngày xanh rồi hay sao?" Khuôn mặt của anh lo lắng nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi nói em có đau lắm không anh đưa em tới bệnh viện nhé anh gọi cho em bác sĩ đi nhanh lên được được anh đưa em ra xe cúc ơi lên phòng lấy đồ cho mợ dạ vâng ạ mọi người trong nhà bắt đầu nhốn nháo vào công việc bà nội trước khi đi vẫn không quên sang phòng thắp hương cho ông bà tổ tiên phù hộ cho mẹ con cô được mẹ tròn con vuông. Anh với bà hai đưa cô tới bệnh viện trước. Lúc bước xuống cổng bệnh viện, đã có bác sĩ và y tá đợi sẵn. Cơn gò thúc mạnh, bước chân cô xuống ô tô mà cô cảm thấy không thể đi được nữa. Cảm giác như có ai đó, đang bẻ đi chín cái xương sườn của mình. Mồ hôi trên chán bắt đầu lấm tấm. Cô được gia đình bế thẳng lên chiếc xe giường nằm. Một bác sĩ lên tiếng. Nhanh lên, đưa mà ấy vào xét nghiệm, rồi vào phòng sinh. Bác sĩ, hình như vỡ ối rồi. Tôi thấy nước trong quần chảy ra nhiều lắm. Vợ ơi, cố lên em. Cô gật đầu, cơn gò thúc lên từng hồi. Chiếc bụng căng cứng nhô lên nhô xuống. Cổ họng của cô không thể không rên gì. Em đau quá. Cánh cửa phòng sinh ngay trước mặt. Già Minh liền nói với bác sĩ. Xem thế nào, giúp cô ấy giảm đau có được không ạ? À? Cậu cả, tốt nhất vẫn nên để cô ấy được sinh tự nhiên là tốt nhất ạ. À? Nhưng cô ấy đau thế kia, tôi... Cậu cứ yên tâm, sẽ nhanh thôi. Anh suy nghĩ chừng 30 giây, sau đó nói tiếp. Thôi được rồi, chẳng sự nhờ vào bác. Anh vừa dứt lời, thì vị bác sĩ trưởng khoa vội vàng đi tới. Cậu cả, tôi vừa có cuộc họp, nên tới trễ, Nhờ bác sĩ giúp vợ tôi Cô ấy đang ở trong kia rồi Tôi biết rồi Cậu cứ yên tâm Anh gật đầu Ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía căn phòng Âm thanh trong căn phòng đó Vẫn vang ra giọng nói của cô Đau quá Cô y tá khám xong Rồi mới lên tiếng Vợ ối mất rồi Cổ tử cung mở được 7 phân rồi thưa bác Trời đất quỷ thần ơi, mỗi lúc cơn đau lại càng dữ dội, đau muốn chết đi sống lại. Bác sĩ trưởng khoa, tầm trung tuổi, sau đó lên tiếng. Mợ cả này, mợ cố gắng, sắp được gặp bé con rồi. Vị bác sĩ trưởng khoa này chính là người đã theo dõi quá trình mang thai của cô từ lúc thai còn bé tới bây giờ. Phải rồi, cô sắp được gặp con rồi, cô sắp được nhìn thấy bé con sau 9 tháng trời mong ngóng cô phải cố gắng, cố gắng hơn. Bây giờ mợ cố gắng phối hợp cùng với chúng tôi. Hít thở đều một chút, khi nào chúng tôi kêu dặn thì hãy dặn nhé. Mợ cứ tưởng tượng, như mợ đang đẩy một cái xe lúa lên dốc cao. Mợ cố gắng hít một hơi lấy đà, rồi dặn mạnh ra nhé. Nào, một, hai, ba, dặn nào. Được rồi, tốt lắm. Tiếp nào. Cô cố gắng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức dặn ra một cái trong đầu cô cứ tưởng tượng như mình đang đẩy một chiếc xe lúa thật lớn lên một cái dốc thật là cao bác sĩ gật đầu được rồi em bé ra rồi tiếng khóc oe oe vang lên chiếc bụng của cô nhẹ bâng một cái giống như được lên thiên đường sau đó cô dần thiếp đi bên tai vẫn vang vàng tiếng khóc cùng với tiếng nói hỗn loạn của mọi người Bé trai, 4 kg. Máu khó đông bác sĩ ơi. Nhanh lên, cấp cứu. Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, đến khi cô tỉnh dậy, trước mặt là những hình ảnh mờ mờ của một căn phòng. Ánh sáng đèn chiếu rọi khiến cô nheo mắt lại một chút. Bên cạnh chiếc giường, bàn tay của Gia Minh vẫn nắm chặt lấy những ngón tay lành lặn của cô. Sắc mặt anh đầy lo lắng. Thấy cô tỉnh lại, anh gấp gáp hỏi. Nụ, em thấy trong người thế nào? Con con đâu hả anh? Con kia, thằng bé vừa uống sữa xong, rồi ngủ rồi đấy." Cô liếc mắt nhìn sang bên phải, trên chiếc ghế sofa có bà nội đang bế thằng nhỏ, xung quanh còn có mẹ Hai và vú Tám. "Con tỉnh rồi đấy à?" Mẹ Hai tiến lại gần hỏi cô. "Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé." "Mẹ Hai, con không đói." "Không đói?" Cô phải dáng mà ăn cho chật dạ với lại còn có sữa cho bé con nó tì chứ bà nội bế thằng nhỏ đứng dậy tiến tới chỗ cô phải rồi thằng giống cụ của bà phải ăn nhiều vào nghe chưa nhìn thằng bé nhỏ xíu đỏ hòn được cuộn tròn trong một chiếc chăn bông ấm áp cái miệng chúm chím y như là con gái vậy nhìn thấy con cô không cầm được lòng mà rơi nước mắt giọt nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc nằm nhớ lại những chuyện đã qua nước mắt của cô vô thức lại tuôn rơi nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy đúng người ta nói khoa sản là nơi để ta nhìn thấy lòng dạ đàn ông cô tự thấy mình may mắn vì ông trời đã yêu ái để cô có được một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo từ lúc cô sinh tới giờ mọi việc của hai mẹ con chủ yếu là do một tay anh làm thậm chí bà ngoại lên đây một tuần chăm cháu, nhưng chẳng mấy khi phải động tay động chân. Cô còn không thể nào nghĩ anh lại khéo tới mức như vậy. Nhiều lúc nhìn bàn tay của anh trước giờ chỉ để ký những hợp đồng quan trọng, đến khi về nhà lại đi rửa đít cho con, khiến cho cô phải bật cười. Mỗi ngày nhìn anh, cô không biết bao giờ mới bớt yêu người đàn ông này. Tiếng thằng bé bắt đầu kêu lên. Gia mình giật mình tỉnh giấc cô cười nhẹ nói anh cứ để đấy cho em anh nghỉ thêm một chút đi đêm qua anh thức cả đêm rồi em nằm xuống nghỉ đi bà nội nói mới sinh xong ngồi nhiều không tốt em không sao đâu ơ hay anh nói nằm yên đi chắc là con đói rồi anh cho con bú có được không ờ nhỉ anh quên mất mà cái ông tướng này mỗi lần khóc như lòng trời lở đất ý nó giống ai em nghe bà nội nói nó giống anh hồi nhỏ còn gì tất nhiên con trai của anh mà lị phải giống anh chứ nhìn cái miệng nhỏ ngậm ti xong lại khiến anh ngậm ngùi nói con trai của bố à bố cho con mượn tạm thôi đấy dùng phải biết giữ gìn đấy biết chưa anh xàm thế mà hình như chú hai với mẹ ba ngày mai về nước anh ạ à? ừ nhỉ anh quên mất bây giờ chắc hai người họ sắp về đến nhà rồi hôm trước anh nghe bảo bay sớm hơn một ngày anh vừa dứt lời thì bên dưới sân vườn có chiếc ô tô màu đen tiến vào chắc là hai mẹ con chú ấy về đấy anh xuống dưới đó xem thế nào nhé dạ vâng à mà anh ơi anh gọi cúc lên đây em nhờ chút việc ừ anh biết rồi năm phút sau nhỏ cúc hớt ha hớt hải đi vào dạ mợ mợ gọi con à giật giúp tôi ít khăn sữa dạ vâng ạ à, tiện con đi giặt khăn cho bé nhà mợ ba luôn bé nhà út liên mấy hôm nay có ngoan hơn không cúc dạ trộm vía tiểu thư nhỏ mấy bữa nay ngoan hơn rồi mợ à ừ vậy là tốt rồi chứ khóc dòng dã cả đêm như vậy sốt ruột lắm bữa con nghe nói bà hai phải làm mẹo mới đỡ đấy thấy bảo bà tư về thăm cháu Cô giật mình. Bà nội về thăm cháu nội. Nhưng mà chắc vía nặng quá. Mới khiến con bé khóc suốt như vậy. Dạ, thôi. Con đi giặt đồ đây. Mấy nay người hầu của mợ ba về quê. Có đám tang. Nên công việc của mợ ấy. Còn với cái xuống. Phải phụ trách đi ạ. À? Cái con bé này. Ở dưới lầu. Mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách. Ông cười tươi, lên tiếng. Gia Long, ba ngày nói công việc của con bên đấy rất tốt hả dạ vâng cũng nhờ có anh cả thường xuyên hướng dẫn cho con nên cũng tốt à. cũng nhờ năng lực của chú có sẵn chứ gia hưng cười nhạt hai anh đều giỏi mỗi mình em là bất tài gia hưng không được tự ti như vậy mỗi người có một điểm mạnh riêng anh còn nói đúng rồi đấy gia hưng dạ thưa ba sau đó ông liếc mắt nhìn bà ba. Còn bà, mới về nhà, đã âm ức cái gì? Ông còn nói nữa à? Nãy giờ, ông chả chịu hỏi thăm gì đến tôi. Tôi thấy bà vẫn thế mà. Vẫn thế là thế nào? Tôi gầy đi đấy chứ. Suốt năm lạng đấy. Mọi người cùng bật cười. Bà hai lúc này mới lên tiếng. Già lòng đợt này có vẻ béo ra đúng không? Dạ vâng, chắc con sang đó hợp nước nên trong hai tháng còn tăng tận 5 kg ạ bà nội được nhỏ xốn đỡ từ bên ngoài bước vào cả nhà mình đang nói cái gì mà vui thế bà nội còn về giờ đây à cứ ngồi xuống đi mà cái bà này nghe dạo này gầy hơn một chút à đấy chỉ có mẹ là tình ý nhất nhà dạ thưa mọi người hôm nay con về nước trước là để thăm mọi người sau là muốn làm nốt thủ tục ly hôn với an nhã dù sao bọn con cũng từng là vợ chồng con xin phép bà nội cho con tới gặp cô ấy nói chuyện ly hôn với trả tự do cho cô ấy ạ à? mới về có muốn nghỉ ngơi đã không dạ không sao đâu ạ à. thôi được rồi con ra nhà kho gặp con bé dạo này nghe vẻ thuần tính hơn bớt kêu la rồi Nhà kho đối diện cái hồ sen đã được lấp đi và trồng thành một vườn rau xanh mơn mởn. Cánh cửa phòng hé mở, từng tia sáng chiếu thẳng một thân hình cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro ở chính giữa căn phòng. Vô thức cô ngước mắt nhìn lên, hai hàng nước mắt lọt thẳng vào tầm nhìn của Gia Long, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, từ từ hỏi: "Cô là ai? An nhã đâu?" "Tôi không biết, tôi không biết gì ạ." À. Gia lòng nhấn mạnh hỏi lại một lần nữa. An nhã đâu? Hai tay cô gái run run, chắp lại vào với nhau, lắp bắp nói. Tôi xin cậu, tôi không biết cô ấy đi đâu à? Anh vốn đang rất giận, thậm chí muốn thiêu dụi người con gái trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tím tái, tưởng chừng cắt không ra giọt máu kia, đã phần nào kìm hãm cơn thính nộ trong anh. Anh nhàn nhạt, nhạt nói. Thế tại sao cô vào được đây? tôi không biết gì hết tôi chỉ làm theo lời ba mẹ cô nhã ông bà ấy nói tôi phải thế thân để cô nhã thoát khỏi nơi này cậu ơi tôi không muốn lừa mọi người nhưng đồng tiền đã dồn gia đình tôi vào đường cùng à tôi thật sự không muốn tôi xin lỗi cô nói ba mẹ cô ta thuê cô thế thân cho cô ta từ bao giờ một tuần sau khi cô an nhã bị nhốt ở đây ạ à? các người đã làm cách nào mà cô ta có thể thoát khỏi đây cô ấy mặc bộ quần áo ngày hôm đó của tôi dáng người cô ấy cũng nhỏ giống tôi nên nhìn qua không ai phát hiện được ạ à? được lắm các người giỏi lắm tôi xin cậu tôi đường cùng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy ạ à? đứng lên đi tôi nói cô đứng lên cô gái dùng hai tay chống xuống đất lấy đà đứng thẳng dậy tôi cho cô về nhà của mình cậu cậu nói thật chưa ạ à? về bên đó nói lại với ông bà ấy chuyện lừa gạt trần gia nhất định gia long này sẽ không để yên dạ tôi đợi ơn cậu tôi sẽ nhớ lời cậu dặn ạ à? đi đi trước khi tôi thay đổi quyết định cô gái vui mừng giật lùi bước đi cho tới khi qua đến cửa chính. Già lòng lững thững quay trở lại từ đường, bà nội mới vội vàng hỏi. Thế đã nói chuyện được với con bé chưa? Cô ta đã trốn đi, ngay sau một tuần bị nhốt rồi bà nội. Cái gì? Con nói cô ta trốn đi sao? Không thể nào, trước cổng trần ra chúng ta, cảnh gác rất kỹ cơ mà. Còn nữa, hàng ngày bọn họ đến đưa cơm cho ai? Bà nội, chuyện cô ta cùng bố mẹ cô ta lừa gạt Trần Gia, còn nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Còn chuyện cô gái thế thân thì còn cho cô ta về rồi. Không được, phải bắt cô ta lại, làm cho ra nhẽ chứ. Bà nội à, cô ta cũng bị ép buộc. Già mình lúc này mới lên tiếng. Già lòng nói đúng đấy bà. Thật là tức chết, vừa độc ác vừa lươn lẹo. Chẳng biết ngày xưa Sao ai lại làm mai người như thế Cho trần ra chúng ta chứ Thì khi đó mọi người cứ nghĩ Gia Long bị ngốc mà mẹ Ông bố mới lên tiếng Cái bà đâu rồi Xem sao mà nói chuyện với nhà bên đó đi Xem họ giải thích thế nào Bà ấy vừa lên phòng Gia Minh Với Gia Hưng thăm hai bé mẹ Gọi nó đi luôn cho mẹ Thật không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa Mẹ bớt giận. Bây giờ tuổi mẹ đã cao, không nên nổi nóng như thế. Mọi chuyện sẽ đầu vào đó thôi. Nhà bên đấy, nó dám qua mặt nhà mình. Tội này là tội lừa đảo đấy con. Ông thấy như vậy, liền cười trừ rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi mẹ mẹ, mẹ cứ bình tĩnh. Bây giờ vợ chồng con sẽ qua bên nhà bên đó, nói chuyện cho rõ ràng. Đấy, nhớ, phải dạy cho bọn họ một bài học Họ cứ tưởng Trần gia chúng ta là nơi đến thì đến, thích đi thì đi à. Dạ vâng, còn biết rồi ạ. À? Buổi chiều gió thổi lạnh, vợ chồng ông bà với Gia Long ngồi trên một chiếc xe di chuyển tới nhà An Nhã. Chừng khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bằng gỗ, ngôi nhà lợp mái đỏ lấp ló sau so rặng cây cao vút. Gia Long bước xuống xe, ông bà bước theo sau. Bấm chung một hồi, Người đàn ông trung tuổi bước thật nhanh tiến về phía cổng. Vừa đi lại vừa nói. Xin chờ một lát. Người đàn ông trung tuổi nhận ra ba người. Ông ngỡ ngàng. Ông bà Trần... Cậu ba... Chú mở cổng giúp tôi. Ông bà Lý có nhà không ạ? À? Dạ có. Ông bà đang bên trong dùng trà. Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói. Chú dần, ai ngoài đó vậy mời họ vào nhà đi dạ cánh cổng mở ra ông chú kính cẩn cúi đầu nói mời ông bà với cậu vào trong nhà ba người bước đến giữa sân trên tay bà lý là tách trà liền rơi xuống đất tạo thành một tiếng vang lớn ông ông bà xui bà ba thấy vậy liền đáp <laughs> ông bà vẫn còn nhớ chúng tôi là xui ra cơ đấy Dạ, mời ông bà với Gia Long vào nhà uống trà. Con gái của ông bà đâu? Bà Lý run run không nói nên lời. Ông Lý mặt mũi thì tái mét. Ông thấy vậy, huyết nhẹ vai bà một cái. Bà cứ bình tĩnh, rồi từ từ nói chuyện. Nhà họ lừa chúng ta đấy. Chúng ta cứ vào trong, rồi nói. Ba người ngồi đối diện với ông bà Lý. Ông Lý run run rót trà. Ông bà xui, Mời uống trà Trà này uống rồi khó tiêu Nên tôi từ chối ông Chị xui Loại trà này ngon lắm à Bà đứng có một điều chị xui Hai điều chị xui nữa Tôi nghe mà phát ngán lên được Ờ ừ, cái bà này Im lặng nói chuyện xem nào Nói rồi ông bình tĩnh nói đi Ây, Chắc ông bà biết Chúng tôi qua đây có chuyện gì đúng không Cả ông bà Lý đều run run, bà Lý rơi nước mắt nói: "Thưa ông, chúng tôi biết, vợ chồng chúng tôi đã biết lỗi của mình à Cháu ăn nhã nhà ông bà, dù sao đã bước chân vào làm dâu nhà Trần gia, đã là con cháu nhà Trần gia thì phải tuân thủ đúng quy tắc của Trần gia. Chắc ông bà biết, con gái mình mắc phải sai lầm gì và chịu hình phạt gì rồi chứ?" Dạ, chúng tôi đã biết ạ. Vậy tại sao hai người dám cả gan cho người khác, thế tân con gái của mình, lừa trần ra chúng tôi một cách ngoạn mục như vậy? Hay là bây giờ ông bà làm ăn suôn sẻ hơn, nên không cần phải nhớ, vì sao từ một người phá sản lại vực dậy nhanh như vậy? À, ông, ông đừng nói như vậy, chúng tôi nhớ chứ, nhờ danh tiếng làm xui với ông bà, nên vợ chồng chúng tôi mới có ngày hôm nay. Già lòng lên tiếng hai người nên nhớ trần gia có thể khiến hai người được như ngày hôm nay thì cũng có thể khiến hai người quay trở lại vị trí ban đầu già lòng này mẹ mẹ xin con cho chúng ta cơ hội sửa sai chỉ vì hai người chúng ta quá yêu thương con bé nên khi thấy con mình bị nhốt trong nhà kho bọn ta không đành lòng vậy cô ấy ở đâu rồi con bé hiện tại không có nhà đến giờ phút này mà hai người vẫn còn muốn lừa chúng tôi sao ta nói thật từ lúc con bé thoát khỏi trần ra nó có ghé về nhà ngủ một đêm hai tháng nay chưa từng về nhà duy nhất chỉ gọi về đúng hai cuộc điện thoại có mọi người trong nhà này làm chứng ta ta không dám nói sai nửa lời ra lòng thở dài một cái rồi nói ba mẹ mình đi về thôi ơ ờ, Gia Long, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Gia Long ngước mắt nhìn sang ông bà, rồi nhàn nhạt nói. Bà, mẹ, chuyện ông bà ấy sai, nhất định sẽ có hậu quả. Còn việc hậu quả như thế nào? Còn phụ thuộc xem, hai người này có thật lòng, hối lỗi hay không? Ông nghiêm giọng nói thêm. Tôi cho ông bà 5 ngày, để đưa con gái hai người đến Trần Gia nhận lỗi. Bằng không, tự biết hậu quả. Nói rồi ba người đứng dậy, bước đi thẳng ra cổng chính. Chén trà nóng vẫn còn chưa ai thèm nhấp môi. Bà Lý loạn choạng ngồi phệt xuống, sau đó thở dài. Họa rồi, lần này thì họa lớn rồi. Bà còn nói được à? Cũng tại bà nghĩ ra cái trò này chứ ai? Bây giờ ông trách tôi thì được cái gì? Xem cách nào, được con nhã nó trở về sớm đi. Trần ra không đủ ở đâu. Thiền hạ mênh mông, biết tìm nó ở đâu. Nó đi Lại không thèm nói một lời nào Còn với chả cái Hỏi cái làn với cái mai xem Hai đứa đấy Nó biết em ở đâu không Bà gọi đi tôi mệt rồi Tôi lên phòng nghỉ đây Một tuần sau Anh Đã có tin tức gì của An Nhã chưa Anh thở dài lắc đầu Già lòng có báo Là về hoàn tất thủ tục ly hôn Nhưng chưa biết chính xác của ta ở đâu Hôm trước thấy người bảo cô ta ở vùng biên giới, có người lại bảo cô ta đang ở trong thành phố này. Anh có cảm giác như có một thế lực nào đó đang bao che giúp cô ta. Liệu An Nhã có hận thù gì em không nhỉ? Anh cũng không chắc, mà thôi, cái quan trọng bây giờ là em phải mau chóng ăn hết bát cháo chân giò này đi. Lại cháo chân giò à, em ngán lắm rồi. Thôi, dáng ăn chừng nào hết cữ anh dẫn em đi ăn các món mà em thích nhá. cô đưa tay vuốt nhẹ từng nét trên khuôn mặt của anh rồi nói dạo này anh vất vả sắc mặt trông xanh xao hơn hay anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không anh có sao đâu anh vừa dứt lời thì cơn đau từ thóp ngực cuộn lên lần này đó đau mạnh hơn mọi lần khiến anh không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng gia minh anh làm sao đấy anh không sao em đừng lo lúc nào cũng kêu không sao nếu anh làm sao anh phải nói cho em biết anh cúi xuống ôm ngực mình rồi loạng choạng đứng dậy anh anh sang phòng bên nghỉ một lát chắc dạo gần đây anh ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày ấy mà anh đi khám đi tôi được rồi chiều anh đi yên tâm chưa chưa yên tâm được khi nào có kết quả em mới yên tâm anh mỉm cười véo nhẹ vào mũi cô rồi nhăn mặt bước đi. Già tới cửa, từng cơn đau quặn lên nhiều hơn, khiến anh phải dừng chân lại, tựa đầu vào tường, hít một hơi thật sâu rồi mới cố gắng bước tiếp. 8 giờ tối hôm đó, anh mới trở về nhà. "Anh, bác sĩ nói thế nào ạ anh?" Cô bảo ngủ lâu chưa em? "Em đang hỏi anh đấy." "Yên tâm, bác sĩ nói anh chỉ bị đau dạ dày, còn kê cho anh một đống thuốc đây này." thật không hay anh gọi bác sĩ cho em nói chuyện nhé ngốc à ngoài trời lạnh lắm con ngủ rồi à vợ nằm xuống đây anh ôm ngủ nào cô nằm xúc đầu vòng ngực anh trong một chiếc chăn bông ấm áp bà nội vừa nói với em ba ngày nữa đầy tháng cu bảo bà mở tiệc ăn mừng với lại ra mắt họ hàng đấy ừ. hôm trước anh cũng nói với bà rồi dự định mời cả họ hàng xa bà vui lắm nhanh nhỉ mới đấy mà sắp đầy tháng cu cậu rồi vợ này anh có chuyện muốn hỏi em anh hỏi em đi nếu như sau này chẳng may anh không còn trên đời em với con phải sống thật tốt nhé cô ngước mắt nhìn anh ngồi dậy sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác sao vậy vợ em không nói chuyện với anh nữa Vợ giận anh cái gì? Giận chứ. Đáng nghiên năng lành. Anh ăn nói tầm bậy cái gì đấy? Anh chỉ ví dụ thôi. Không được ví dụ, không cho ví dụ. Anh phải biết rằng, anh chính là nguồn sống của mẹ con em. Anh biết chứ. Anh chỉ bâng quơ nói như vậy thôi. Mà đã khiến vợ anh giận rồi. Anh xin lỗi. Nếu như anh còn nói nữa, thì làm sao? Thì cho vợ tùy ý xử lý. Cô bật cười nằm xuống, rút đầu vào ngực anh, thỏ thẻ nói. Chúng ta sẽ ở bên nhau, tới lúc răng đã rụng, tóc đã bạc, mãi mãi không xa rời. Ừ, được rồi, mãi mãi không xa rời. Nói rồi anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mượt của cô, khuôn mặt áp sát vào má cô, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh đèn mờ nhạt le lói, chiếu rọi khắp căn phòng vẽ lên bức tranh gia đình hạnh phúc ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào đời như một giấc mộng giấc mộng như đời người gặp được nhau ở kiếp này tưởng trường phải tu được trăm kiếp mới tìm được một người tâm đầu ý hợp cuộc sống của cô tới thời điểm này đã là vô cùng mãn nguyện nó đẹp như một câu chuyện cổ tích đời thực không biết sau này ra sao chỉ cần biết cô có hai chàng trai này thế là đủ Từng ngày trôi qua, mọi chuyện trong nhà vẫn không có gì đặc sắc hơn. Việc ra lòng nôn nóng, đi tìm tin tức của An Nhã. Kể ra cô này kỳ ghê, cảm thấy không sống được với nhau, thì cứ trở về, làm nốt thủ tục ly hôn, để dành cái thân cho rồi. Đằng này cứ biệt tích, như bốc hơi trong không khí vậy. Ông bà Lý bên đó vẫn một mực khẳng định, con gái của mình không hề liên lạc về nhà. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông bà ta có liên lạc với con gái mình hay không? thì trời mới biết được. Gia dạ mình mấy ngày nay có chút thay đổi, cả ngày anh quấn quýt bên mẹ con cô không rời. Nhưng cứ tầm khoảng 5 giờ chiều, anh lại ra ngoài đến 9 giờ tối mới về. Ngày mai là ngày đầy tháng của cô Bảo. Sáng sớm hôm đó, mọi người trong nhà đã tấp nập, chuẩn bị đón tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia. Cô Bảo là cháu đích tôn của cả họ, nên ba chồng cô mở tiệc linh đình lắm. Họ hàng gần xa đều có vé mời. Áng chừng cũng phải hơn năm chục mâm. Mấy ngày qua tâm trạng cả nhà ít nhiều đều không tốt. Được dịp này, mọi người có vẻ vui hơn nhiều. Bà nội dậy từ sớm, chuẩn bị áo dài nhung. Mẹ hai với mẹ ba bận rộn chỉ đạo người làm. Dạ mình hôm nay diện bồ tây trắng màu đen, trông cứ như là chú rể. Chẳng khác gì với hình ảnh ông bố bìm sữa hàng ngày. Anh đứng nhìn cô, cô tấm tắc khen ngợi. Nhìn chồng em như này, bảo sao không làm điên đảo cánh chị em nhỉ? Có mình cô nụ điên đảo thôi. Anh thấy đủ lắm rồi. Đủ là đủ thế nào? Ngoài kia ối người đẹp hơn em ấy chứ. Bây giờ khắp người em, toàn là mùi sữa. Người ta son phấn các thứ nuột nà. Nhưng mà anh chỉ thích cái mùi này thôi. Có được không? Cô tủm tìm cười. Mở ngăn tủ chứa những chiếc đầm xinh thật là xinh. Lâu lắm rồi không có dịp mặc chúng hôm nay nhân dịp đầy tháng cu bảo cô phải thử xem liệu còn có ai trầm trồ trộm vía sinh cu bảo xong cô về dáng nhanh lắm nói không hoa, ngoài bầu ngực căng sữa thì chẳng ai nghĩ cô vừa mới sinh con cô chọn cho mình một chiếc đầm hồng nhẹ nhàng bà nội bảo hôm nay cô phải thật là đẹp để xuất hiện cùng với cu bảo trước mặt họ hàng gần xa sau khi cúng mụ cho cu bảo xong dần dần sân vườn đã kín người đến ăn tiệc mừng Bữa tiệc bắt đầu. Bà nội nhận bế cô Bảo ra trước. Ba chồng cô với mẹ hai và mẹ ba bước theo sau. Tiếp theo đó là cô và Gia Minh. Sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Nhưng phần vì Gia Minh vẫn còn nhiều lo lắng. Nên anh luôn đi kế bên cô. Mọi người đông đúc cười tươi. Chúc mừng vợ chồng cô rất nhiều. Hình ảnh ngay trước mắt khiến cho cô vui mừng khôn xiết. Giá như bữa nay có bà ngoại với cậu cô tí nữa thì niềm vui lại được nhân đôi. Cậu cô tí hôm nay buồn lắm, vì đúng ngày kỳ thi giữa học kỳ 2, nên không thể nào lên thăm cháu được. Gia Minh cúi xuống, nói nhỏ vào tai của cô. Anh đưa em đi ăn trước nhé. Thôi, em vừa mới ăn sáng mà. Em đứng nhiều có mỏi chân không? Từ ngày em sinh xong, anh chăm sóc em, không khác gì một đứa bé. Tất nhiên, mẹ hai nói, Phụ nữ sau sinh yếu lắm. Tiếp theo chương trình là đến phần quà tặng. Út tiền mới sinh mổ được nửa tháng nên vết thương vẫn còn khá đau. Gia Hưng mở màn tặng cho cô bảo một cái lắc tay, lắc chân và một chiếc vòng cổ rất dễ thương. Rồi sau đó mọi người lần lượt lên trao quà. Cô nhìn đống quà mà muốn xỉu, xếp thẳng lên, khéo cao đến nóc nhà ấy chứ. Mọi người ai ai cũng đều dành những lời tốt đẹp nhất cho thằng bé. Người làm mẹ như cô cảm thấy hạnh phúc lắm, vì con mình sinh ra đã được hưởng trọn tình yêu thương của mọi người. Sau ngày đầy tháng của cô Bảo, hôm sau gia mình bắt đầu đi công tác. Vì là chuyến đi công tác đột xuất nên trước khi đi, anh dặn dò cô rất nhiều, nào là nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thường xuyên báo cáo hoạt động của hai mẹ con, rồi anh sẽ thu xếp công việc nhanh nhất để về với hai mẹ con. Gia mình đi vắng căn phòng trở nên trống trải lạ thường đặt thằng bé xuống giường cô bắt đầu nói chuyện với thằng bé trộm vía tỷ lần thằng bé đã bắt đầu muốn hóng chuyện chu choa từ chiều tới giờ gia bảo của mẹ không chịu ngủ nhá có phải con nhớ ba gia minh có đúng không ba minh ơi là ba minh nhanh nhanh xong việc để về chơi với gia bảo này đôi mắt hai mí to tròn nhìn chăm chăm chiếc miệng của cô đôi môi chúng chím khẽ cong lên như có lời muốn nói bên ngoài có tiếng gõ cửa hai mẹ con ngủ chưa dạ chưa ạ à? mẹ hai mẹ vào đi ạ à? tối nay hai mẹ con cho bà ngủ cùng với ra bảo chỉ sợ làm cho bà mất ngủ thôi không sao mấy khi mới có dịp được ngủ cùng nòm cái thằng bé kìa trộm vía Đáng yêu quá. Bà cười tươi, đi chơi với thằng nhỏ, đồng thời nói với cô. Con nằm xuống nghỉ đi, mẹ trông thằng bé cho. 9 giờ rồi. Mẹ hai, mẹ sang bên này, con sợ mẹ hai mất ngủ đấy ạ. Ui dào, có sao đâu. Với lại bây giờ mẹ có tuổi rồi, mất ngủ thường xuyên ấy mà. Mẹ sang đây, ba lại cô đơn à. Cô đơn cái gì cái ông ấy? Mẹ đi, thì ông ấy cũng sang phòng mẹ ba rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ hai, thực sự cô rất quý mến và khâm phục bà. Ban đầu có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng bà lại rất tốt bụng, bà còn bao dung nữa. Cứ nghĩ đến việc chung chồng với người khác, chắc gì cô đã chịu được. Người phụ nữ này có rất nhiều điều khiến cho cô cần học hỏi. Bắc Kinh 22 giờ đêm, những con đường đông đúc bắt đầu thưa dần, tuyết đang rơi rời mỗi lúc một nhiều, phủ trắng những con đường và trên những mái nhà cao vời vời. Thành phố phồn hoa lộng lẫy, đang bắt đầu trở nên yên bình đến lạ. Trong khách sạn năm sao giữa lòng thành phố, Gia mình cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. Đôi lòng mày cau lại vì khách hàng đến trễ 3 phút. Anh không hề thích điều này, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì trước giờ mấy ai dám trễ hẹn với anh cậu gọi lại bên đấy xem, nói với họ bao nhiêu phút nữa thì tới được. Nếu không thì hẹn họ vào dịp khác, hợp đồng này bỏ đi. Cậu cả. Bọn họ vừa gọi, nói tuyết đang rơi nhiều nên phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Cậu chờ một lát đã. Anh trợ lý vừa dứt lời thì bên ngoài một người đàn ông trung tuổi đầu hói, đeo kính đi vào. Vừa nhìn thấy Gia Minh, ông ta vội vàng bỏ kính niềm nở bắt tay. Trần Tổng, ngại quá. Trên đường gặp chút trục trặc nên tôi đến hơi chậm. Mong cậu thông cảm. Thôi được rồi. Đến rồi thì chúng ta ngồi xuống. Bàn vào việc chính. Cậu muốn ăn cái gì không? Hay làm nồi lẩu cay cho ấm bụng? Tuyết đang rơi nhiều quá. Muộn rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên vào việc chính. Gia mình đưa một bản hợp đồng cho ông ta. Ông xem qua đi. Đây là hợp đồng mua đất và giá bên tôi đề xuất. Tôi nghe nói chỗ đất đó ông sở hữu sáu xuất. Tôi muốn mua lại hết. Trần Tổng, cậu cũng biết khu đất đó nằm gần quảng trường Thiên An Môn nên ông còn chưa xem qua hợp đồng mà. Hay là thế này, nếu như cậu thiện chí muốn mua thì cậu chờ một lát có được không? Ông kiểu này Vài lần hợp tác, ông biết tính tôi mà. Tôi không thích chờ đợi và không thích mình ở thế bị động. Nếu ông không muốn bán, ok, đường làm ăn sau này của chúng ta có lẽ nên suy nghĩ lại. Tôi sang đây còn rất nhiều công việc cùng một lúc. Chào ông. Anh đứng dậy, từ bên ngoài tiếng bước chân giày cao gót tới gần. Vô thức, anh đưa mắt nhìn theo hướng cửa. Ông Kiều thấy vậy, vội vàng đứng dậy, niềm nở nói. Chân Trân, lâu ngày không gặp cô. Ông Cửu, rất vui được gặp ông. Đêm hôm phải bắt ông đi tiếp đón thế này, thật là ngại quá. Gia Minh định bước đi thì Chân Chân đưa tay ra trước mặt, nhẹ nhàng nói. Gia Minh, dạo này anh ổn chứ? Cảm ơn cô, tôi rất ổn. Ông Cửu lên tiếng. Hai người quen nhau sao? Gia Minh và Chân Chân đồng thanh lên tiếng đã từng. Ồ, xem ra tất cả mọi người ở đây đều có duyên, nếu đã có duyên thế này thì mọi người có thể ngồi xuống bàn bạc công việc được chứ? Nói thật với Trần tổng đây. Cô Trần Trần tạm thời đang sở hữu hai suất đất trong sáu suất của tôi. Gia Minh Trần Trừ Trần Trần tiếp lời. Gia Minh, nếu như anh không bận thì chúng ta ngồi xuống bàn bạc công việc. Sau khi biết tin, anh cần mua chỗ đất đó. Ông Kiều đã hẹn em tới đây. Em đã thu xếp. Tất cả những sâu diễn lại. Đến đây để gặp anh đấy. Thôi được rồi. Mọi người vào luôn việc chính đi. Tôi cũng không có nhiều thời gian. Trợ lý kéo ghế cho gia mình ngồi xuống. Ông Kiều vui vẻ nói. Hay là thế này đi Trần Tổng. Dù sao cô Trần Trân cũng là phận đàn bà con gái. Chúng ta cứ gọi ra một nồi lầu cay để ăn cho ấm bụng. Sức đề kháng và sức chịu đựng của phụ nữ yếu hơn chúng ta. Tùy ông. Phục vụ cho một nồi lầu hải sản, nhá. Dạ có ngay ạ. Gia Minh đưa bản hợp đồng cho chân chân, lạnh lùng nói. Cô xem qua đi. Đây là mức giá bên tôi đề xuất. Ông Kiều, ông đã xem qua chưa? Tôi đợi cô tới rồi xem. Dù sao cũng có phần của cô Hai người cùng cúi xuống, đọc qua bản hợp đồng từ trên xuống dưới, rồi cùng nhìn nhau gập đầu. Mức giá này rất tốt, rất cao so với thị trường. Hai người cứ xem xét thật kỹ đi, rồi đưa ra quyết định. Phục vụ từ từ, bên trong bê ra nồi nước dùng, sau đó những món ăn hải sản như cua, tôm hùm, ngao, sò huyết. giả dạ, chúc quý khách ngon miệng ạ. À. Ông cửu lên tiếng. Mấy khi mới có dịp được gặp Trần Tổng. Tôi mời anh vài ly được chứ. Xin lỗi ông, vì một số lý do tôi không tiện uống rượu. Nét mặt ông Kiều có chút thay đổi, nhưng không dám biểu lộ ra nhiều. Trần Trần vui vẻ nói. Không sao, nếu anh ấy không tiện, thì tôi có thể uống với ông. Ông Kiều bật cười thành tiếng rồi gật đầu. Cô Trần Trần, vừa là đại mỹ nhân, lại còn tài giỏi. Đúng là giỏi hết phần phụ nữ trong thiên hạ này rồi ông kiểu này ông quá lời rồi ông không biết chứ vợ anh gia minh còn giỏi hơn tôi ồ vậy trần tổng có vợ rồi sao tôi còn đang định nói hai người trông rất đẹp đôi tôi đã có vợ và một cậu con trai rồi vợ tôi cô ấy chỉ là một người bình thường nhưng đối với tôi là một người rất đặc biệt xem ra trần tổng rất yêu vợ mình nhắc đến vợ mà ánh mắt dịu dàng vô cùng Già mình nở ra một nụ cười nhé. Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy. Hơn cả yêu chính bản thân mình. Hai người đưa mắt nhìn về hướng của chân chân. Cô cười trừ giải thích. À, tôi bị sặc. Không sao đâu. Ông Kiều lại tiếp lời. Cô chân chân đây mà không lấy được chồng. Chắc phụ nữ trên đời này lại ế hết. Có phải cô đang kén chọn quá không? Mà cũng đúng. Người như cô chân chân thì phải hợp với những người như Trần Tổng đây. Tiếc là Trần Tổng lại lấy vợ rồi. Thực ra tôi nói vậy cũng không hẳn là đúng. Có rất nhiều người ngỏ ý theo đuổi và cũng không thiếu người muốn tôi làm vợ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa quên được tình cũ. Lì rượu trên tay chân chân được Gia Minh giữ lại. Anh nhàn nhạt nói. Cô Trần Trân, Trân Tôi nghĩ cô không nên uống nữa Trần Tổng, anh lo cho tôi sao? Tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cô Và cũng không hứng thú muốn lo Vậy thì anh cứ mặc tôi đi Tôi buồn thì tôi uống Tùy cô vậy Già mình buông tay ra khỏi ly rượu Không khí dần trở nên căng thẳng Ông Kiểu cười cười nói Thôi nào, chúng ta đến đây để bàn công việc Khó khăn lắm Mới có cơ duyên thế này Vui vẻ lên chứ Ông Kiều này, hợp đồng này hai người cứ xem qua, có cái gì thì gọi điện trao đổi với tôi. Tôi bận rồi, tôi xin phép. Ơ, ờ, anh chưa ăn gì mà. Tôi nhớ ra rằng tôi còn có việc cần phải xử lý. Vậy nhá. Dứt lời anh đứng dậy bước ra ngoài, chân chân nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất hẳn mới thở dài nói. Anh ta lúc nào cũng vậy, có một sức hút rất mãnh liệt đối với phụ nữ. Đúng thế, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cực phẩm chẳng đùa đâu. Ấy mẹ, cậu ấy quên mất găng tay rồi này. Này cậu, cậu chạy đuổi theo Trần tổng đi. Khoan, ông cứ để tôi. Trần Trần lên tiếng. Gia Minh mặc chiếc áo choàng bước vào trong chiếc ô tô màu đen. Trần Trần từ trong chạy ra gọi lớn. Gia Minh, từ từ đã. Trợ lý của anh nói. Cô chân chân kìa. Giả Minh ngoái nhìn, sau đó thở dài. Lái xe đi. Giả Minh ơi, anh quên găng tay này. Cậu cả, cậu quên găng tay kìa. Xuống lấy đồ dùm tôi, rồi chúng ta đi luôn. Anh khẽ nhăn mặt lại, thóp bụng lại bắt đầu đau. Trợ lý của anh bước xuống xe, đứng đối diện với chân chân. Cho tôi xin lại đôi găng tay của cậu ấy à? tôi muốn trực tiếp đưa cho anh ấy trời lạnh lắm cô trần trần vào trong đi à trần trần liếc mắt nhìn Gia minh cô chạy thật nhanh mở cửa kính ô tô xuống gia minh nhíu mày nói xuống xe em tới đưa đồ cho anh đồ đã đưa rồi mời cô xuống xe gia minh khẽ nhằn mặt ôm ngực chân trần vội vàng đặt tay lên người anh rồi hỏi gia minh anh làm sao thế gia minh hất bệnh tay chân chân ra khỏi người mình lớn giọng quát tránh xa tôi ra gia minh anh đừng cố chấp anh đang đau ở đâu à gia minh gục mặt xuống tay ôm lấy bụng và ngực trợ lý lên tiếng cô chân chân xuống xe đi tôi phải đưa cậu ấy về khách sạn nghỉ ngơi tầm này về khách sạn cái gì anh còn không mau lái xe đến bệnh viện không thấy anh ấy đang đau thế này à nhưng mà cứ đi đi tới bệnh viện tôi sẽ xuống để cô ta xuống xe em không muốn em muốn tới bệnh viện cùng với anh cô trợ lý thấy vậy liền nói cậu cả tôi xin lỗi ạ à? nói rồi chiếc xe lao thẳng về phía trước trần trần lên tiếng cậu lái xe nhanh hơn đi tôi thấy anh ấy đau lắm rồi tuyết đang rời rất nhiều tôi đang cố gắng đây sắp tới bệnh viện rồi 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của bệnh viện. Trợ lý đưa anh xuống xe. Trần Trần lẹo đẽo bước theo sau. Anh được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Trần Trần với cậu trợ lý đứng bên ngoài chờ. Cô liếc mắt nhìn cậu trợ lý rồi hỏi. Bình thường, anh ấy có đau thế này không? Dạo trước thì tôi không thấy. Dạo này cậu ấy ở nhà chăm vợ con nhiều, nên cũng ít cưới công ty. Mọi việc đều được xử lý trên máy tính trần trần sắc mặt có chút không vui bất chợt tiếng chuông điện thoại trên tay cô vang lên một tay là cầm điện thoại của gia minh tay còn lại màn hình sáng lên cuộc gọi của lý tình trần trần với cậu trợ lý đứng bên ngoài chờ trần trần liếc mắt nhìn cậu trợ lý rồi hỏi bình thường anh ấy có đau thế này không dạo trước thì tôi không thấy dạo này cậu ấy ở nhà chăm vợ con nhiều Nghiền cũng ít tới công ty mọi công việc Đều được xử lý trên máy tính à? Trần Trần sắc mặt có chút không vui. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại trên tay cô vang lên. Một tay là cầm điện thoại của Gia Minh. Tay còn lại, màn hình sáng lên. Cuộc gọi của Lý Tình. Alo, gọi gì tôi đấy? Trần Trần, cô đang ở đâu đấy? Ông Kiều vừa lên lạc hỏi tôi. Cô đã về nhà chưa? Tôi đang ở bệnh viện. Trần Trần, cô làm sao phải tới viện? Không phải tôi đâu là gia minh gia minh cô gặp cậu ấy à trần trần cô phải nhớ bây giờ cậu ấy đã khác cô nói sau đi nói với đầu bếp nấu cho tôi ít cháo rồi hỏi đường mang tới bệnh viện cho tôi trợ lý của gia minh e rè nói cô trần trần này cho tôi xin lại chiếc điện thoại của cậu ấy anh xem thế nào rồi đi hỏi thủ tục nhập viện đi làm thủ tục xong, tôi trả. Trợ lý đi được chừng 15 phút, thì Gia Minh được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Trần Trần nhanh chóng tiến tới, nói bằng tiếng chung với bác sĩ. Thưa bác, anh ấy sao rồi à? Chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Đợi khi bệnh nhân tỉnh, thì cho bệnh nhân ăn ít cháo loãng. Còn kết quả chính xác, thì phải chờ đến sáng mai, đi chụp chiếu và nội soi dạ dày. Vâng, Cảm ơn bác ạ. À. Trời hừng sáng. Tuyết vẫn rơi bên khung cửa sổ. Điện thoại của anh bất ngờ reo lên cuộc gọi. Màn hình hiện lên hai chữ vợ yêu. Trần Trần nhếch môi, gạt nút nghe, rồi mỉm cười nói. Alo? Alo? Ai đấy? Sao không nói gì? Cô là ai? Đây là số của Gia Minh, có đúng không? Đúng là số của anh Gia Minh, nhưng anh ấy đang bận cô gọi lại sau nhé giọng nói này cô nhận ra nếu như không nhầm thì giọng nói này chính xác là của chân chân cô vô thức những ngón tay run run trong đầu không thể không đặt ra câu hỏi tại sao chân chân lại cầm điện thoại của gia minh thật lòng cô không muốn trong đầu của mình lại gieo rắc những nghi ngờ về anh nhưng cô không thể vô cảm cho được ngay lúc này cô cần phải nói chuyện với gia minh cô chỉ cần một lời giải thích hợp lý là cô sẽ yên lòng nụ con nghĩ cái gì mà thần người ra thế cô bảo dậy rồi nè cô giật mình quay lại nhìn mẹ hai nước mắt từ đâu chuẩn bị trực trào mẹ hai nhíu mày sao thế con dạ không có gì đâu mẹ không có gì sao mắt con lại ngấn lệ thế kia con không có tự nhiên con nghĩ vừa va vớ vẩn ấy mà có phải con nhớ ra minh không? Cô cười trừ cúi xuống, ẵm cu bảo trên tay. Một giọt nước mắt rơi xuống chán, thằng bé. Bà hai thở dài lắc đầu. Mẹ xuống nhà, kêu cây cúc. Nó mang cơm sáng lên cho con. Dạ vâng ạ. À. Ở bên kia, chân chân mỉm cười đắc ý, đặt điện thoại xuống bàn, rồi bước đi khỏi căn phòng. Một lúc sau khi quay trở lại, cánh cửa phòng mở ra. Cô vội nói. Anh tỉnh rồi à? Em mang cháo cho anh này. Em ăn sáng chưa đó? Gia Minh, có tiếng của ai vậy à? Gia Minh cao mày nhìn chân chân, rồi nói với nụ qua điện thoại. À, đêm qua anh ngủ muộn, nên bây giờ anh mới tỉnh. Anh à, nhưng tiếng của ai vậy anh? Chắc em nghe nhầm đấy, làm gì có tiếng của ai? Vậy à, thế thôi, anh ăn sáng đi. Màn hình điện thoại vụt tắt, Gia Minh khó chịu nói: "Cô tới đây làm gì?" "Em mang cháo cho anh. Cháo đậu xanh mà anh anh thích đây ạ." À? Cút đi. Cô cút khỏi mắt tôi." "Gia Minh, sao anh lại nổi giận với em? Em không biết là anh đang nói chuyện với vợ anh. Anh làm như em cố tình ấy. Em lo cho anh nên mới mang cháo tới cho anh. Dạ dày của anh không tốt nên chỉ ăn được mấy cái đồ dễ tiêu này thôi. Tôi nói cô đi, là đi. Anh ăn hết chỗ cháo này xong, rồi em sẽ đi. Con người của cô, càng ngày càng không chấp nhận được. Em yêu anh, trước giờ vẫn không hề thay đổi. Vì em yêu anh, em bỏ đi lòng tự trọng của mình. Vì em yêu anh, em không ngại điều gì hết. Tại sao anh không chịu hiểu cho em? Kể cả sự liêm sỉ cuối cùng của một người phụ nữ như cô, cô muốn đánh mất sao? Trần chân, chân, không phải là tôi không chịu hiểu, mà là vì tôi không muốn hiểu và từ chối. Tôi nghĩ bây giờ, tôi chỉ cần hiểu vợ mình là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Những kỷ niệm đẹp của chúng ta, anh quên hết rồi sao? Em đã từng nghĩ mình sẽ quên được anh, nhưng khi gặp lại anh, em mới nhận ra rằng em chẳng thể nào sống thiếu anh được trên thế gian này thực chất chẳng có ai thiếu ai mà chết được đừng mãi nhìn về quá khứ tôi là quá khứ của cô giống như cô là quá khứ của tôi vậy tỉnh táo lên trần trần rơi nước mắt lắc đầu bật khóc già mình trước giờ vốn chẳng thích phụ nữ khóc trước mặt mình nhìn thấy trần trần khóc như vậy khiến anh đôi phần khó chịu nhưng thôi kệ đi anh chẳng buồn nhìn về phía cô thêm một giây một phút nào nữa anh không muốn gieo rắc thêm tia hy vọng nào cho cô ấy hết người phụ nữ này anh biết vừa cố chấp vừa cho mình là trung tâm của vũ trụ cô không chấp nhận được sự thật có một ai đó cướp đi thứ gì của cô ta một lúc sau đó trợ lý của anh đi vào nhìn chân chân rơi nước mắt khiến cậu ấy có vẻ ngượng ngùng ra mình lên tiếng nếu không còn việc gì khác thì phiền cô ra ngoài để tôi với cậu ấy bàn công việc. Vậy em xin phép, anh nhớ ăn hết chỗ cháo này nhé. Cánh cửa phòng đóng sập lại, ra mình thở dài. Làm thủ tục xuất viện cho tôi. Thưa cậu, cậu không được đi đâu, còn đợi kết quả phía bệnh viện à? Tôi sang bên này còn bao nhiêu việc chưa giải quyết, tôi không yên tâm. Việc đâu còn đó, sức khỏe của cậu mới là quan trọng. Lão phu nhân vừa gọi cho tôi, hỏi tại sao không liên lạc được cho cậu anh có nói là tôi đang nằm viện không giả dạ, thưa cậu tôi không dám nói tôi chỉ nói là cậu đang bận thôi à không nói thì tốt bà nội tôi tuổi đã cao vợ tôi vừa mới sinh con tôi không muốn hai người họ lo lắng cậu xem còn những cuộc gặp với ai thì sắp xếp đi tôi muốn nhanh chóng trở về nước anh vừa dứt lời thì bên ngoài Cô y tá nhỏ bước vào. Cô ấy nói bằng tiếng Trung, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Khóe môi mỉm cười, sau đó lộ ra một chiếc má lúm đồng tiền. Chào anh, anh là bệnh nhân Trần Gia Minh à? Đúng rồi, là tôi à? Mời anh đi theo tôi, sang phòng bác sĩ lấy kết quả. Tôi đi lấy kết quả thay cậu ấy được không? Dạ, bác sĩ nói, muốn gặp bệnh nhân đó. À? Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Cô y tá nhỏ bước đi trước, anh lững thững bước theo sau. Phòng bác sĩ điều trị cách đó một đoạn không xa. "Xin mời vào." "Bác sĩ, bệnh nhân Trần Gia Minh, phòng 103 đây ạ." À? "Mời cậu ngồi. Cậu Gia Minh này, cậu có nhớ mình bị bệnh dạ dày lâu chưa? Cậu có nhớ chính xác là bao nhiêu năm rồi không?" "Tôi nhớ, năm tôi 12 tuổi." Vậy trước đó gia đình cậu có ai bị dạ dày không? Dạ không. Đây là do tôi ăn uống nghỉ ngơi không điều độ và thức đêm nhiều ạ. À? Kết quả test ban đầu cho thấy cậu dương tính với một loại virus gây nên ung thư dạ dày. Tôi muốn cậu làm thêm vài xét nghiệm chuyên sâu để biết kết quả chính xác. Phát hiện sớm sẽ rất tốt trong quá trình điều trị. Trong con mắt của Gia Minh thoáng ửng đỏ. Trước giờ anh vốn không hề sợ chết, anh từng nghĩ sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên đời này, bởi vì bản tính của anh vốn ngang tàn. Anh cho rằng sinh ra và chết đi vốn là quy luật tự nhiên của một kiếp người. Tế bào ung thư sao? Ung thư rồi sẽ chết. Điều này sợ lúc này chính là ngộ nhỡ, anh chết đi rồi vợ con của anh sẽ như thế nào? Vậy nếu như tôi có tế bào ung thư trong người, sự sống này kéo dài được bao lâu? Còn phụ thuộc vào từng giai đoạn, nếu phát hiện sớm thì khả năng được 5 năm. Vì vậy, mời cậu làm thêm vài xét nghiệm cho chính xác. Thôi, không cần đâu. Tôi muốn xuất viện. Sao cơ? Phiền ông, cho tôi một tờ giấy ra viện. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Sức khỏe rất quan trọng không thể chủ quan với tính mạng của mình được. Tôi muốn xuất viện. Tại Trần Gia lúc này là 9 giờ sáng. Ở nhiều trong phòng, cô sợ mình sẽ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nên liền ẵm cu bảo xuống hiên nhà tầng 1. Ở đó có sẵn một chiếc nôi điện. Gió mát từ vườn cây hưu hưu lùa vào. Theo lịch, cũng đã lập xuân, nên độ hai hôm nay, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều được ra ngoài ngắm cây cối, hoa lá. Trời xanh, mây biếc, nên cô cậu khoái lắm. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại, rồi nhẹ giọng hỏi chuyện thằng bé. Đôi môi trúng chím, nở ra một nụ cười, rất là đáng yêu vô cùng. Gia Long đi sân sau ngang qua, thấy thằng bé, nên cậu ấy không nề hà gì mà tiến tới hỏi chuyện. Nhóc con, có biết chú là ai không? chú là chú hai của con đây. Gia Bảo ơi, chào chú hai đi con. Mà quên, Gia Bảo còn cảm ơn món quà của chú hai tặng con chứ. Gia Bảo thích là chú vui rồi. Nói rồi Gia Long ngước mắt lên nhìn cô. Trong thoáng chốc, con tim anh trượt bối rối lạ thường. Người con gái có nét đẹp thuần khiết, giống như cô gái trong lòng của anh. Nụ đưa mắt nhìn Gia Long, hai người trở nên lúng túng sau cùng cô lên tiếng hỏi cũng chẳng mấy là tới tết cổ truyền rồi chú hai có định ở lại ăn tết rồi mới sang đấy không tôi chưa biết bây giờ việc trước mắt là lo tìm an nhã giải quyết cho xong cái thủ tục ly hôn chú có thể làm đơn ly hôn đơn phương được mà mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ cô ấy còn nham hiểm lắm bắt được cô ta chủ yếu tôi muốn để cô ta không gây ra mầm họa nào nữa ngày trước chị mang bầu cô bảo chính cô ta là người bỏ trầm hương vào phòng của chị đấy chuyện yểm bùa cũng là cô ta đứng sau xúi giục nhật lệ đấy vậy mấy ngày nay chú có tin tức gì chưa tôi đã cho người theo dõi nhà bên đó nhưng chưa thấy động tĩnh gì trần gia chúng ta có quan hệ rất tốt với công an nên chúng ta mở lời nhờ họ cũng tích cực điều tra có điều đằng sau cô ta không chỉ có một mình cô ta nữa nếu như một người phụ nữ như cô ta thì chúng ta chẳng mấy mà một ngày là xong nhưng mọi chuyện chẳng còn là đơn giản nữa ý chú cũng giống như gia minh gia minh cũng đang nghi ngờ cô ta có một thế lực nào đó bảo vệ nói đến anh cả mới nhớ chắc tầm chiều là anh ấy về đấy chị biết chưa gia minh về nước hôm nay á Thế chị không biết à? Tôi không, chả thấy anh nói cái gì. Chắc muốn tạo bất ngờ cho chị đấy. Thôi, chị đưa cô Bảo vào phòng đi, gió nhiều hơn rồi đấy. Nói rồi ra lòng đứng dậy bước đi, thấy Cúc đi ngang qua, cô vội gọi. Cúc ơi, lại đây mợ nói cái này. ẵm cô Bảo lên phòng giúp mợ, mợ ra đây một chút. Ôi, mợ, mợ mới sinh xong, mợ đi đâu? nghe tin chồng sắp về cô vui lắm vui đến nỗi chẳng còn nhớ mình đang giận anh cô liền đi thẳng xuống bếp căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất vui vẻ trong lòng là vậy nhưng đến khi anh về cô lại ngó lơ giả bộ một chút rằng mình đang rất giận anh về đến nhà dù trong người mệt mỏi nhưng anh không quên chạy đến bên cô ôm cô thật chặt vào lòng bình yên cuộc sống là đây tạm gác lại những yêu phiền. Anh tự nghĩ, dù cho cuộc sống có ngắn ngủi như định mệnh sắp đặt, thì anh phải cố gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa, để lan tỏa niềm vui và yêu thương tới những người mà anh yêu nhất. Vợ, anh về với vợ với con này. Em tưởng anh ở bên đấy rồi. Nghe nói, lắm chân dài lắm mà. Chân dài cũng nhiều, nhưng đâu bằng vợ anh. Thế có bằng người yêu cũ của anh mối tình đầu ngây thơ của anh không vợ nói cái gì hay thế làm gì có ai bằng vợ anh không thành thật ơ ừ, anh thành thật đến mức lôi hết ruột già ruột non cho em rồi thế hồi sáng anh ở với ai em không tin anh à em muốn tin lắm nhưng thôi được rồi gia minh nhận cưới của anh đâu gia minh giật mình cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình chiếc nhẫn đâu rồi anh bối rối ngước mắt nhìn cô ánh mắt thể hiện sự vô tội giọng nói gấp gáp giải thích ờ rõ ràng hôm qua chiếc nhẫn còn trên tay của anh gia minh hôm nay hôm qua và hôm nay không giống nhau vợ chiếc nhẫn là một vật rất quan trọng với chúng ta mà anh còn đánh mất thậm chí làm sao mà mất anh còn không biết anh muốn em phải tin thế nào đây chiếc nhẫn đó là do anh đặt nên rất vừa tay nếu không phải là cố tỉnh táo ra thì không bao giờ có chuyện nó tự tuột ra khỏi tay của anh vợ em bình tĩnh em đừng khóc em cho anh thời gian để anh nhớ lại có được không chừng nào anh tìm được chiếc nhẫn thì hãy nói chuyện với em cánh cửa phòng khép lại hai hàng nước mắt thì nhau rơi xuống lã chã. Từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đau đến xé lòng. Không phải là cô không muốn tin anh, nhưng những gì trước mắt không thể khiến cô mạnh mẽ đến mức không mảy may suy nghĩ. Chỉ vì yêu anh mà cô sợ, sợ phải san sẻ anh cho một người phụ nữ khác. Cô bảo còn rất nhỏ, làm sao cô dám nghĩ đến cái cảnh mà cô bảo phải chia ba cho một đứa bé khác. Già mình đi xuống dưới nhà ăn, một mâm cơm thịnh soạn với những món ăn mà được trình bày ra trước mặt. Anh ngồi bần thần nhìn chúng, ngồi rất lâu mà chưa hề động bát đũa. Nhỏ sún thấy vậy, liền lên tiếng. Con mời cậu xơi cơm mà. Cúc này, mọi người trong nhà đi đâu hết rồi? Cậu ơi, con là sún à? Sún hay cúc gì cũng được hết. Trả lời câu hỏi của ta. Dạ, thưa Cậu lão phu nhân đi chùa hai bà sang chợ huyện cậu ba với cậu hai thì con không biết ạ à? hai hôm nay ta đi vắng mợ cả có ăn được nhiều cơm không mợ ăn ít lắm ạ à? thôi dọn mầm đi dạ vâng chừng nào cậu ăn thì cậu nói với con ạ à? gia minh gật đầu tâm tình bỗng chốc bừng sáng xem ra vợ giận thì giận nhưng lại rất thương anh Vừa ăn anh vừa suy nghĩ chiếc nhẫn, không thể tự dưng có cánh mà bay. Anh không tháo chiếc nhẫn, vậy thì chắc chắn. ngay lập tức, anh rút điện thoại, bỏ ra túi quần và ấn số gọi cho trợ lý của mình. Từ hôm qua đến nay, cậu có thấy chiếc nhẫn của tôi không? Nhẫn gì hả cậu? Nhẫn cưới. Ừ, dạ không ạ. À. Mấy ngày sau đó là đến lịch tiêm phòng của cô Bảo. Lúc cho cậu đi tiêm trở về, cô có sẽ vào siêu thị gần đó, mua một số đồ dùng cá nhân. Ôi, xe mai này, đây chẳng phải là mợ cả, trần gia hay sao? Giọng nói vang lên, cô ngoảnh lại thấy trước mặt mình là chân chân và cô trợ lý của ả ta. Trần Trần nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạt. Chẳng trách gia mình lại chán cô. Phụ nữ sinh con, thì phải chăm chút cho bản thân mình chứ. Trước là vì mình, sau là để chồng nó không chán chứ. Cảm ơn cô Trân Trân đã nhắc nhở. Nhưng với những lời nói của một người như cô, thì tôi từ chối hiểu. Hừm, đúng là không biết xấu hổ. Tôi đang dạy cô cách để giữ chồng đấy. Tôi quan niệm, cái gì định mệnh sắp đặt là của mình, thì nhất định sẽ là của mình. Tôi không cần cô dạy. Hay là cô bị bệnh nghề nghiệp, khi không nói, lại cảm thấy mồm mọc da non. Ta gọi đấy là cái gì ấy Cúc nhỉ? Dạ thưa mợ, là nhiều chuyện đấy ạ. À? <laughs> Đúng rồi, nhiều chuyện một cách vô duyên. Cô, cô dám nói vậy với tôi? Nhìn ả à, tức giận đến nỗi, các cờ mặt đều đỏ lên mà cô không nhịn được cười. Tôi nói như thế, vẫn còn lịch sự chán với cô đấy. Cái ngữ như cô ấy à? Lẽ ra, phải xưng thẳng mày tao rồi tát cho vài phát ý trần trần định giơ tay lên cao thì trợ lý của cô ta ngăn lại trần trần đừng có làm liều lý tình chị không thấy cô ta đang xỉ nhục tôi à chúng ta đi thôi à khoan đã tôi có cái này nhờ cô chuyển tới gia minh giúp tôi hôm ở bên bắc kinh anh ấy vô tình để quên chỗ tôi đấy chiếc nhẫn cưới của gia minh đang ở trước mặt cô và nó được xác định ở chỗ chân chân vậy là hai người đã ở cùng với nhau bên bắc kinh cả người cô như hóa đá cổ họng cứng ngắc không nói nên lời hồ hấp cảm thấy khó khăn cô sốc sốc với thực tại người chồng đầu ấp tay gối với cô đã phản bội cô cô không dám tưởng tượng tiếp bởi sao người ta hay nói tình cũ không rủ cũng về tuy nhiên không vì vậy mà cô biểu lộ ra ngoài để đối thủ của mình hạ dạ. Nét mặt xinh đẹp ấy cứ cố tỏ ra một cách bình thản nhất có thể. Cô đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn và không quên nói thêm. Cảm ơn cô nhá Cô đã giữ dùm chồng tôi. Hừm, trời đất, cô có biết không? Chồng tôi mấy hôm nay tìm chiếc nhẫn này mà mất ăn mất ngủ đấy. Tội thật. Chỉ tại ám ảnh, coi trọng chiếc nhẫn này quá. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi cũng sắp đến rồi. Trần Trần nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu. Bộ trái tim của cô ta là sắt đá hay sao? Sau đó cô quay mặt bước đi. Cúc ơi, về thôi con. Lúc này Cúc thấy cô rơi nước mắt. Còn bé cũng xót xa không kém. Sợ mợ giận nên vừa đi vừa nói. Mợ ơi mợ, mợ đừng tin lời cô ta nói. Ngộ nhỡ cô ta đang có âm mưu gì đó. Chứ con nghĩ cậu yêu mợ lắm ạ. À? Tôi biết rồi. Cũng may là đầu óc của tôi vẫn còn chút tỉnh táo. Còn chiếc nhẫn này, tôi nghĩ tôi cần một câu trả lời hợp lý. Dạ, mợ cứ bình tĩnh nói chuyện với cậu. Còn bé này, dạo này biết yêu, nên ra dáng hẳn nhờ. Úi, mợ... <laughs> Lúc xe ô tô về tới cổng, đồng thời xe Gia Minh cũng từ từ tiến vào. Gia Minh thấy cô định tiến tới, nhưng sau đó lại lùi lại vài bước. Lúc lên tới phòng, cô đã thấy nhỏ Sốn đang xếp quần áo của anh vào một chiếc vali màu đen. Đặt cô bảo xuống nôi, cô vội vàng hỏi. Sốn, xếp quần áo của cậu đi đâu đấy? Ôi trời mợ, mợ về hồi nào mà không tiếng động gì đấy ạ? À? Tôi vừa mới về. Thế mợ không biết cậu đi à? Tự nhiên thấy anh xỉu kêu, thì con lên phòng con xếp quần áo cho cậu ạ. À? Cô ngơ ngác suy nghĩ Gia Minh từ đằng sau lên tiếng Được rồi Xốn ra ngoài đi Gia Minh Anh định đi đâu ừ. Anh đi công tác sao Không Thái độ này của anh Thái độ này khiến cô trở nên ớt nghẹn Anh lạnh nhạt với cô Trái tim của cô Như có ai đó đang bóp thật chặt Bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên như phá tan bầu không khí ảm đạm. Đầu dây bên kia lên tiếng. Cậu cả, vì lý do thời tiết, nên bên hãng hàng không thông báo, chuyến bay tạm thời hoãn lại à? Mấy giờ? Dạ thưa cậu, 7 giờ sáng mai cậu mới bay được à? Ừ. Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi run run đưa cho anh. Chiếc nhẫn này, chân chân đưa em, để gửi lại cho anh. Anh không có gì để nói với em à? Nếu em đã biết rồi, thì anh chẳng muốn giải thích gì. Tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Gia Minh im lặng, ngoảnh mặt ra hướng khác, nuốt giọt nước mắt vào tận sâu bên trong. Anh hết yêu em. Anh có thể nói. Tại sao anh lại lừa dối em hả à, Gia Minh? Em ước, đây chỉ là một giấc mơ tùy em em nghĩ sao cũng được gia minh có phải trước giờ em chả là thế thân của cô ấy có phải không cánh cửa phòng đóng sập lại gia minh ngồi phệt xuống đất đầu tựa vào tường bật khóc ba ngày sau cháu lại khóc đây à cô giật mình quay lại đôi bàn tay luống cuống lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Bà nội Cháu mới sinh xong Sao ta cứ thấy Cháu khóc hoài như vậy Bây giờ nói thật đi Hai đứa xảy ra chuyện gì Dạ không có gì đâu à Không có cái gì Mà sao cứ khóc suốt như vậy Thôi được rồi Cháu không nói thì thôi Cháu nghỉ ngơi đi Ta đích thân Gọi cho thằng Gia Minh hỏi chuyện Bà nội Hai cái đứa này Bình thường thì yêu thương nhau lắm Đến bây giờ có con Rồi lại giận dỗi nhau là sao Cháu xin lỗi <laughs> Bà nội gật đầu Sau đó nói với vú Chồng cậu nhỏ cho mợ Để mẹ nghỉ ngơi Dạ vâng, thưa lão phu nhân à Cô cười nhạt không nói gì Rồi nằm xuống nhắm mắt lại Những hình ảnh của Gia Minh lại hiện về Trong tâm trí của cô Ba ngày rồi, ba ngày mà cô cứ tưởng như ba thế kỷ. Anh không nhắn tin, không gọi điện, cứ thế lặn mất giữa biển người mênh mông. Thật lòng mà nói, cô chưa thể chấp nhận được sự thật. Đầu đó trong cô vẫn có cảm giác anh đang theo dõi hai mẹ con cô mỗi ngày. Có những giấc ngủ chập chờn, rồi khi tỉnh dậy mới phát hiện khóe mắt của mình đẫm ướt những giọt lệ. Lan man trong suy nghĩ, lâu dần cô chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay biết. Gia Bảo. Gia Bảo bật khóc, cô giật mình bật dậy nhìn căn phòng. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Đồng hồ lúc này đã điểm gần 12 giờ trưa. Cô liếc mắt tìm Gia Bảo và bà vú. Sao không thấy đâu thế này? Giấc mơ, giấc mơ vừa nãy, cô thấy Gia Bảo đang khóc trong vòng tay người phụ nữ áo đen. Linh cảm của một người mẹ, cô cảm giác bất an vô cùng vội vàng bước chân xuống giường lao thẳng ra phía cửa cánh cửa kịp lúc mở ra trước mắt cô là cúc mợ dậy rồi đấy à con định lên gọi mợ dậy ăn cơm cúc cúc ơi bà vú bế ra bảo đi đâu rồi lúc trước con thấy bà vú ẩm cậu xuống dưới hiên nhà bà vú kêu mợ mệt nên ngủ say rồi ạ à? thế nãy giờ bà vú chưa lên phòng à mợ trên tay của cô bắt đầu có cảm giác run run, nhịp tim theo đó bắt đầu đập liên hồi. Đi tìm bà Vũ, mang ra bảo về đây cho mợ, nhanh lên đi Cúc. Mợ, mợ sao vậy? Tự nhiên mà tái mét đi vậy à? Đi tìm bà Vũ, nhanh lên. Cúc dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ gấp gáp của cô, chỉ biết vâng dạ. Chừng 10 phút sau đó, trên nhà dưới nhà, trước nhà sau nhà đều nhốn nháo, tiếng bước chân người làm và tiếng gọi vũ linh ơi đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ sao rồi cúc thấy chưa không biết bà vú bế cậu đi đâu mà con bảo cả mấy anh mấy chị tìm không ai thấy ạ à? hai đầu gối của cô run run đánh cầm cập vào nhau bước chân tưởng chừng không vững nữa cô lo sợ và hy vọng giấc mơ kia không phải là sự thật Bà nội và mọi người nghe tin, không thấy bà vú với cậu nhỏ ra bảo đâu. Như chết đứng toàn thân, mọi người không muốn nghĩ đến những trường hợp tệ nhất. Nhưng đột nhiên mất tích như vậy, không thể nào mà không lo lắng. Sau 30 phút nhốn nháo tìm kiếm, đúng là vì lo sợ, nên chẳng ai còn bình tĩnh, nhớ ra trong nhà trên dưới, đều có camera. Khi Gia Long đi công chuyện trở về, anh lập tức chạy lên phòng, tua về hai tiếng trước, thì thấy bà vú xách một cái làn đỏ từ trong nhà đi thẳng ra ngoài cổng bà chồng cô lo sợ lên tiếng vậy đích thị trong chiếc làn đó chính là cô bảo rồi lập tức báo công an điều động người làm phải tìm được thằng bé nhanh nhất có thể anh xìu lúc này mới cùng bà hai lên tỉnh trở về anh vội vàng nói thưa ông còn có chuyện này muốn nói lúc con ở với bà hai con có để ý, thấy một chiếc ô tô màu đen đậu cách cổng nhà mình rất lâu. Trong xe có hai người ạ. À? Liệu có phải đồng bọn của bà Vũ không ạ? À? Mày có nhớ biển số xe không xỉu? Còn không nhớ rõ, nhưng còn mang máng là biển 89 à? Không phải ở địa phương mình. Gia Long lúc này mới lên tiếng. Để con gọi điện cho bên cảnh sát giao thông. Nhờ họ, thấy ô tô nào biển 89 thì dừng lại kiểm tra nói rằng tất cả ô tô phải dừng lại kiểm tra kiểm tra nhầm còn hơn bỏ sót dạ vâng ạ à. bà bà đỡ lấy lão phu nhân còn nhỏ cúc đỡ lấy cô hai người chết lặng giống như cái xác không hồn cô thần thờ rơi nước mắt gia bảo mẹ xin lỗi mợ mợ ra ghế ngồi cho đỡ mỏi chân ạ à. không được tôi phải đi tìm gia bảo Tôi phải đi tìm thằng bé. Mợ, chân của mợ còn đi không vững kia kìa. Mợ cứ bình tĩnh. Bà hai tiến tới, đặt tay lên vai cô rồi an ủi. Nụ, còn cứ bình tĩnh nào. Nhà mình có phúc, nên thằng bé nhất định sẽ trở về an toàn. Cô gục đầu vào người bà, sau đó khóc nấc lên từng hồi. Cái bà, đỡ ta lên thắp hương, kêu ra tiền phủ hộ. Dạ vâng, thưa mẹ. Dưới tán cây bên dòng sông nhỏ, một bản tình ca buồn vang lên, âm điệu trầm mặc, chất chứa nhiều tâm sự. Từng chiếc lá xào xạc hòa cùng âm thanh, tạo nên một khung cảnh buồn đến nao lòng. Anh ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt trầm mặc, nhìn lên màn hình điện thoại là hình ảnh của hai mẹ con cô suốt mấy ngày qua. Bác sĩ nói căn bệnh của anh một loại virus trong người anh, rất dễ lây nhiễm bệnh. Anh nén cơn đau vào từng hơi thở, nén mỗi nỗi niềm trong mỗi bản tình ca buồn. Nước mắt đã rơi, đã rơi rất nhiều vì nhớ thương và đau lòng. Cách tốt nhất đối với anh bây giờ chính là tàn nhẫn với cô một chút để cho cô dần dần quên anh đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình. Màn hình điện thoại hiện lên số của Gia Hưng. Đầu dây bên kia gấp gáp. "Anh cả, anh còn ở Việt Nam chứ? Có chuyện gì không? Cô bảo mất tích rồi, bây giờ cả nhà đang náo loạn lên đi tìm thằng bé." "Chú vừa nói cái gì? Cô bảo mất tích sao? Anh về nhà đi, không có thời gian để giải thích đâu." Lúc anh trở về nhà thì nhìn thấy Gia Long đứng sẵn ngoài cổng. Thấy anh, Gia Long vội nói: Chúng ta phải mau chóng đến nhà kho, gần bãi trống cuối thị trấn. Gia Bảo được xác định ở ngoài đó. Lên xe đi. Vừa đi, Gia Long vừa nói. Thì dạo gần đây, anh có xích mích với ai không? Không có. Nhưng làm sao Gia Bảo bị bế đi vậy? Là do bà Vú bế đi. Bà Vú đó ở đâu? Giang Châu ạ. À? Quê hương của An Nhã. Ai giới thiệu? Nghe nói họ hàng xa với nhỏ xuống. Hai người đi được nửa đường Thì nụ gọi cho Gia Long Chú hai Tôi vừa nhận được điện thoại của An Nhã Cô ấy nói Cô ấy đang giữ cô bảo Cô ấy còn nói Tôi phải đi một mình tới gặp cô ấy Bằng không Cô ta sẽ bóp chết thằng bé Chị làm sao một một mình đi gặp cô ta được Tôi phải đi Hai người tạm thời dừng xe lại đi Cô ta điên rồi Chúng ta không thể đùa được với một người điên Tôi xin chú đấy chú nói với gia minh giúp tôi thằng bé rất quan trọng với tôi nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì tôi không sống được được rồi chị chuẩn bị đồ đi kêu bác tài chở chị đi hai người đừng có làm gì manh động đấy gia long nói lại với gia minh vợ anh vừa gói cô ấy nói an nhã là người bắt cóc cô bảo cô ta yêu cầu vợ anh đến đó một mình gia minh phanh gấp xe lại các cửa mặt bắt đầu nổi đỏ Giọng nói nhấn mạnh An nhã ư Cho người đến nhà Bắt bố mẹ cô ta làm con tim ngay lập tức Nhưng vợ anh muốn tới đó một mình Không được Rất nguy hiểm Tôi phải gọi cho cô ấy ở yên trong nhà Tôi sẽ mang con trở về Gia mình suy nghĩ chừng 30 giây Rồi bắt đầu nói tiếp Nơi ăn nhã hẹn cô đi về một cuối thị trấn Chừng 300 mét nữa là tới một bãi đất trống tiếp đó là một bãi rác rất lớn chiếc xe dừng lại xa xa cô đã nghe thấy tiếng khóc của cô bảo tiếng khóc trở nên khàn đặc nghe được tiếng khóc của con khiến lòng cô quặn thắt như có ai đó đang đốt lửa trong trái tim của mình trước mắt cô là an nhã và sáu người đàn ông cao to mặc đồ đen thấy cô an à nhã nhếch môi cười đều đến rồi ư ừ. nhanh đấy Trả thằng bé lại cho tôi. Trả? Trả là trả thế nào? Muốn trả thì phải nghe câu nói vừa tai một chút thì đây mới giả chứ. Tôi xin cô, cô trả con lại cho tôi. Thằng bé nó khóc hàn hết cả tiếng rồi. Cuối cùng tôi cũng thấy cô khóc. Tôi tưởng đâu cô mạnh mẽ lắm, tính mẫu tử đúng là thiêng liêng quá nhỉ. An à Nhã giật lấy thằng nhỏ trên tay của bà vú rồi mắt đào qua đào lại tay đưa lên cao tự nhiên tôi lại muốn ném thằng bé này xuống đất cho nó học cái cảm giác mạnh một chút cô gào khóc đừng đừng như thế <laughs> vui ghê ra mình định tiến vào thì gia long ngăn lại khoan đã anh nhìn kìa bom ư đúng rồi chúng ta phải mang được trái bom đó đi thật xa nơi này trước khi cô ta cho phát nổ. Tôi sẽ luôn sau bãi rác kia. Anh cẩn thận đấy. Tiếng cười an nhã bên trong nhà kho, nghe man dở, cùng một vùng trời. Cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh, chĩa thẳng về hướng cô. Quỳ xuống. Cô ấm ức rơi nước mắt, nhìn thằng bé gào khóc trên tay của ả. À. Hai đầu gối cô theo đó mà khụy xuống đất. Bà vú rưng rưng nước mắt, kêu nhỏ trong miệng mợ cả. An nhã liếc mắt nhìn bà vú rồi nói. Bà thương xót cho nó. <laughs> bà liệu, bà lo cái thân của bà trước đi. Cô An nhã, cô mang cậu bé, cho tôi ẵm cho. Cô lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi An nhã. Cô muốn thế nào, thì mới trả lại thằng bé cho tôi. Chết, ta muốn mày chết. Tại sao cô lại ác độc như vậy? vì tao hận mày hận mày có được trái tim của hai người đàn ông mà tao thích mày có biết cái cảm giác một mình trong bóng tối lại bị hồn ma nó ám đáng sợ thế nào không tôi không cướp chẳng qua là tự cô ảo tưởng tôi xin cô dừng lại đi trả con cho tôi tôi hứa tôi bỏ qua hết mọi chuyện để cho cô làm lại cuộc đời mày điên à <laughs> Mày nghĩ mày còn cơ hội để trở về hả? Hôm nay, tao sẽ cho mẹ con mày chết chùm ở đây. Bà Vũ run run lên tiếng. Cô, cô nói thật à cô nhã? Còn bà, bà ngậm cái miệng lại. Không thì tôi cũng cho bà chết như nó. Tôi chết cũng được. Nhưng xin cô, thả con của tôi ra. Bà Vũ này... Con trai của bà bây giờ đã về nhà an toàn, nhưng bà có an toàn hay không thì tôi không chắc. An à nhã ấm cô bảo trên tay, từng bước chân tiến về hướng nụ. Lại đây, tôi cho cô nhìn thấy con của cô này, có muốn bế nó không? Giờ này chắc nó đang đói lắm đấy. Cô vội vàng ôm lấy con, an à nhã lùi lại đằng sau, khiến cho cô ngã nhài xuống đất. Trả con cho tôi! Hai người đàn ông giữ hai vai của cô, sau đó ghi chặt xuống. An à nhã đặt cô bảo xuống nền đất, rồi ngồi xuống, nâng cầm cô lên. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy mày đau khổ thế này, tao lại rất hạnh phúc. Ôi cái cảm giác, nó sướng lắm. Thôi được rồi, mẹ con khóc thế này, nhức hết cả đầu. Kết thúc trò chơi tại đây. Hàn nhã nháy mắt cho hai người đàn ông Lôi cô tới chỗ cái dây cột, sau đó cột cô lại, rồi cô ta đặt cu bảo vào vòng tay của cô. Hai người đàn ông trói chân và người cô vào cột nhà. Cô ôm lấy cu bảo, người được mùi sữa, thằng bé bắt đầu có dấu hiệu nín lại. Cô áp sát vào má con rồi nói nhỏ. "Mẹ đây, mẹ đây, mẹ xin lỗi." <laughs> "Sắp chết đến nơi rồi, còn ngồi đấy mà cho con ti?" dứt lời cô ta đưa ra trước mặt một chiếc hộp đen nhỏ giống như một cái bật lửa. cô ta nói sau nhà này tao đã cài bom rồi chỉ cần tao bấm vào cái nút này là trái bom sẽ hoạt động tao và mấy người này sẽ rời khỏi đây và tất nhiên mẹ con của mày sẽ tàn sát trong ngôi nhà này chúng mày sẽ là một con ma xấu xí và đen thui tôi xin cô đừng an nhã cười khẩy đếm số một hai đừng chúng ta có thể thương lượng mà <laughs> tao không có điên như mày dọa cho một tí mà đã to gan dám đến đây một mình <laughs> mày ngon đấy nhìn cho kỹ đi ba cô ta bật cười ra đi thanh thản nhá dứt lời cô ta đứng dậy Cùng với sáu tên người đàn ông kia. Đi thôi. Lôi cả bà Vũ đi. À cùng với đồng bọn bước ra tới cửa. Thì bất ngờ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô ta. Gia Minh? Gia Long? À nhã. Cô nghĩ hôm nay mình còn cơ hội chạy thoát sao? Chúng mày đâu? Sông lên. Hừ, chúng mày mà sông lên. Tao bắn chết nó. Đừng đừng. Gia Long tiến thẳng vào bên trong cởi trói cho hai mẹ con cô an nhã mới lên tiếng gia minh anh bỏ súng xuống mày đã động vào vợ con của tao thì mày phải chết lần lượt sáu tên đàn ông rút súng ra khỏi an nhã nhếch môi anh bắn tôi á thì vợ anh phải chết mấy người có muốn chết bị bom nổ không một tên đồng bọn trong đó lên tiếng chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bom phát nổ cô nhã xin lỗi chúng tôi phải đi đây ơ kìa chúng mày chúng mày mà đi có tin lão tam giết chúng mày không còn hơn là chết tan xác xin phép cô gia long anh còn nhớ tôi là vợ của anh à vợ tôi kể từ ngày cô theo lão tam thì cô không còn là vợ tôi nữa rồi tôi không yêu lão tam người tôi yêu là anh cô bảo lại bắt đầu khóc e oe oe Gia Long quay lại nói. Chị đưa cô bảo về nhà trước đi. Cô run run gật đầu bước đi. Bước qua cánh cửa. Bất ngờ an nhã phi dao về phía cô. Nhát dao xiên trúng lưng. Máu chảy. Đỏ ướt đẫm màu áo hồng. Đoàn. Gia Long đứng đằng sau. Bóp cỏ nổ súng. Đạn xiên vào cạnh sườn của an nhã. Cô ta khụy xuống. Mắt nhìn chằm chằm về trước mặt. Anh... Gia Bảo giật mình khóc thét lên, Cô run run nhìn An Nhã, rồi đến bà Vú ngay dưới chân mình. Bà Vú! Mợ! Tôi xin lỗi. Tôi bị người ta ép buộc. Tôi cũng thương cậu lắm. Bà đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa bà tới bệnh viện. Dáng lên. Mợ ơi! Mậu đưa cậu về nhà đi. Gia mình lên tiếng. Anh đưa mẹ con em về. Sẽ có cứu thương đến bây giờ. Nhưng... Ngoan, đứng dậy thằng bé đang rất sợ. Cảnh sát trường lên tiếng, cậu Giang Minh, chúng tôi vừa mới đến và đã tóm được 6 tên đồng bọn của cô ta. Tốt lắm, phiền các anh giải quyết nốt. Vâng, thưa cậu. Trên đường trở về, cô vẫn luôn ôm chặt lấy Cú Bảo trong lòng. Cô sợ cái cảm giác rời xa một chút sẽ lạc mất con. Chiếc xe đậu trước cổng nhà, bà nội với mọi người vui mừng ra đón. Lúc bước xuống xe, thằng bé đang ngủ ngót lành bà nội rưng rưng nước mắt tốt rồi không giao rồi gia mình đưa cô và con lên phòng cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng anh muốn lắm một cái ôm ôm thật chặt hai mẹ con vào lòng nhưng không được nhớ lời bác sĩ dặn anh đành ngậm ngùi lùi lại phía sau vài bước âm thầm nút nước mắt vào tận sâu bên trong cậu ơi cậu có trong đấy không ạ à? Có chuyện gì? Anh trợ lý ở dưới nhà nói là đang chờ cậu à? Nói cậu ta đợi tôi một lát. Trợ lý của anh chờ sẵn anh ở phòng khách. Thấy anh, anh ta kính cẩn cúi đầu. Cậu đến tìm tôi. Có chuyện gì không? Bác sĩ gửi kết quả bệnh án của anh vào email. Ông nói kết quả hoàn toàn bình thường. Cậu chỉ bị viêm dạ dày thôi ạ. À? Ông ấy đã liên hệ với bác sĩ bên kia. Họ nói rất xin lỗi về kết quả lần này. Hồ sơ bệnh án đó cũng là của Trần Gia Minh nhưng anh ta 32 tuổi và hiện tại đang cư trú tại Bắc Kinh. Khoan đã! Cậu nói hồ sơ bệnh án tức là tôi không sao, không nhiễm virus và không bị ung thư sao? Dạ đúng ạ. À. Anh có thể mở email ra xem. Ông ấy kêu gọi cho anh từ sáng tới giờ mà anh không nghe máy ạ. À? anh không nói thêm điều gì nữa lập tức đứng lên chạy thẳng lên phòng mở email đúng rồi kết quả của anh hoàn toàn bình thường và anh chỉ bị viêm dạ dày mọi thứ với anh lúc này vẫn còn rất mơ hồ hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết nó lại mong manh đến như vậy anh xoay ghế quay lại nhìn cô sau đó tiến tới ôm cô thật chặt vào lòng chỉ có ôm cô như vậy anh mới biết mình không phải đang mơ mặc cho cô ra sức dẫy rùa anh vẫn mặc sức mà ôm chặt lấy cô sau đó nhẹ nhàng cất lời vợ à em có muốn uống chút gì ấm ấm không sao đấy anh có chuyện gì muốn nói sau những ngày lạnh lùng với em à hay bây giờ anh về đây để thông báo anh lấy thêm một vợ nữa nếu như anh không có gì muốn nói hoặc không có gì để nói thì anh đừng nói ấy làm gì có ai anh có mỗi một mình vợ thôi tự nhiên em rút ra được kinh nghiệm không nên tin lời đàn ông nói sao sao mặc dù không muốn canh kiều nhưng cứ nghĩ đến những ngày rơi bao nhiêu nước mắt đã thế cô phải làm màu một chút cho bõ ghét già mình đúng là đáng ghét anh mỉm cười nắm lấy tay cô anh xin lỗi anh sai rồi ngàn lần anh sai rồi vợ tha lỗi cho anh không tin Em không tin anh nữa Anh thật đấy Làm gì có chân dài nào Này em nhìn anh đi Anh kể cho mà nghe Thực ra mấy ngày anh ở Bắc Kinh Bác sĩ nói anh bị ung thư dạ dày Và có một virus lây nhiễm bệnh Thế bây giờ anh làm sao rồi Anh vừa mới nhận kết quả Bác sĩ nói Là nhầm hồ sơ bệnh án Cha tiên sư cái ông bác sĩ Làm ăn như vậy mà được à thôi được rồi quan trọng bây giờ anh không sao còn anh nữa chuyện lớn như vậy mà anh tính giấu em anh sợ em lo lắng thế mà gọi là vợ chồng vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ anh biết rồi anh hứa từ nay trở đi chuyện lớn nhỏ gì anh đều nói với em anh hứa đấy một tháng sau an nhã cũng bình phục trở lại Hôm nay là phiên tòa xét xử cô ấy vì tội bắt cóc trẻ em và cố ý mưu sát. Tội này xem ra cũng rất nặng. Ở tù cũng chục năm chứ đùa. Còn bà vú, tuy bà có tội nhưng cũng thành tâm sửa tội. Hơn nữa lại đỡ cho cô một nhát dao của An Nhã nên cả nhà quyết định không truy cứu hình sự. Cô bảo thấm thoát cũng được 2 tháng, 20 ngày thằng bé bây giờ hóng chuyện rất tốt. Còn đòi bế vác trên vai nữa bé út nhà thím liên thì tên ở nhà là bé hiễm trộm vía lắm da trắng trèo hồng hào dễ thương vô cùng hôm nay trời nắng đẹp ngoài đường náo nức đi phiên chợ tết cô với út liên mỗi người trên tay một bé ngồi xích đu ngoái nhìn ra cổng chị dâu này nhanh thật đấy mới đó mà sắp hết năm rồi sang năm tụi nhỏ cứng cáp hai chị em mình tha hồ mà đi chợ tết nhở Ừ. mỗi năm trôi qua chúng ta lại già đi một tuổi và bọn trẻ lại thêm một tuổi mới. Giao thừa năm nay mọi người quây quần bên mâm cơm nhỏ chờ chú Hai gia Long. Nghe bảo rằng chú đang tìm hiểu tiểu thư Diễm Chi làng bên. Nghe danh cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn. Đón giao thừa xong mọi người còn ca hát chán chê mới thấy gia Long trở về. Gia Long năm nay đi sông đất cho bố mẹ vợ đây à? Gia Long cười ngượng ngùng. Eo ơi, nhìn chú ấy kìa, cứ như là con gái mới lớn. Lúc lên phòng, cô bảo ngủ ngon trong chiếc nôi, anh nháy mắt với cô. Vợ ơi, anh tránh em xa em ra. Bác sĩ nói, chưa ổn đâu. Đầu năm, sao lại đuổi chồng thế? Gớm, tự nhiên lại bày đặt. Vợ nằm xuống, anh kể vợ nghe cái sự tích chiếc quần nhỏ màu hồng nhé. Đó là bí mật. Cô hết lần này tới lần khác. Khai thác anh, nhưng lại chưa thành công. Cô tin tưởng hoan ngoãn nằm xuống. Anh thủ thỉ vào tai của cô. Sự tích chiếc quần nhỏ màu hồng mãi mãi là một bí mật gia truyền. Trong thế gian hàng vạn người được gặp vợ chính là điều tuyệt vời nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện Thay thân đổi phận của tác giả Trang Bubi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 11 tập vừa qua. Và chúng ta đã có một cái kết thật là viên mãn và hạnh phúc đúng không ạ? Sau bao nhiêu biến cố thì cô gái nụ của chúng ta đã tìm được một hạnh phúc của riêng mình. Và mong rằng tác giả Trang Bubi sẽ gửi đến cho chúng ta thật nhiều tác phẩm hay và hấp dẫn nữa. Còn quý vị và khán thính giả thân mến, quý vị nghe xong chuyện này thì quý vị có những cảm nhận như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta hãy comment ở dưới video này để cho Tâm An và mọi người cùng biết và cùng chia sẻ với nhau nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.